chào các bạn các bạn đang nghe bộ truyện toàn chức cao thủ của tác giả hồ điệp lam bộ truyện được chuyển thể phun trọn bộ thành truyện audio trên kênh youtube thích nghe truyện 247 trong quá trình dịch thuật và chuyển đổi đôi khi vẫn có một số lỗi nho nhỏ nên các bạn chú ý trước khi nghe nhé nếu thấy hay các bạn hãy cho mình xin 3 giây để nhấn like share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé xin cảm ơn lấy năm cái gồm quỷ kiếm sĩ, thiện xạ, pháp sư chiến đấu, thích khách, mà đạo học giả, năm chức nghiệp này có đủ không? Thiên Nam Tinh hỏi, em xem đã, dùng làm gì, xa tiền tử cũng không nhớ kỹ chức nghiệp của mỗi tài khoản. Đại thần bên trên cần, Thiên Nam Tinh nói, xa tiền tử nghe xong giật cả mình. Chẳng lẽ kiệt hy đại thần chịu thiệt trong tay quân mạc tiếu xong muốn kéo bẻ đến trả thù ư? Không đến mức đó chứ, chương 127, năm nhân vật, xa tiền tử cũng không phỏng đoán thêm nữa. Kiệt Hy Đại Thần chứ danh luôn luôn nằm ngoài dự đoán của mọi người, phỏng đoán dụng ý của Kiệt Hy Đại Thần thật có chút không biết tự lượng sức mình. Dù nguyên nhân có là gì đi nữa, Sa Tiền Tử cũng không chấp nhận được cái lý do bởi vì yếu thế nên kéo bẻ đi trả thù này. Gã không thể tưởng tượng nổi Kiệt Hy Đại Thần lại không có khí phách như vậy. Sau khi hỏi Thiên Nam Tinh lúc nào cần những tài khoản này, Sa Tiền Tử không suy nghĩ nhiều, bắt tay vào đi tìm tài khoản. Đêm trắng ngày đen, quỷ kiếm sĩ, cấp 26 thiên sứ sa ngã, thiện xạ, cấp 27. Vân tiêu, pháp sư chiến đấu, cấp 26. Cho nguyệt, thích khách, cấp 25. Diệp lạc ô đề, ma đạo học giả, cấp 26. Ngày thứ hai, Sa tiền tử dựa vào yêu cầu tìm đủ 5 tài khoản, đều là những nhân vật từ cấp 25 trở lên, trong đống tài khoản không cũng được coi là khá cao. Người tới lấy thẻ tài khoản là một thiếu niên, gầy ốm nhỏ bé, dáng vẻ rụt rè. Sa tiền tử lại chẳng hề nghi ngờ thân phận của người này, lúc đi đưa thẻ tài khoản còn mang theo cuốn sổ kia. Thiếu niên nọ chưa từng xuất hiện trên sàn đấu chính thức của Liên minh Vinh Quang, thế nhưng đem so với một vài tuyển thủ Liên minh thì danh tiếng không hề nhỏ, mà với loại fan cuồng Vi Thảo như Sa Tiền Tử thì lại càng quen thuộc. Thiếu niên tên Cao Anh Kiệt là người được Vi Thảo bồi dưỡng, nghe nói sẽ trở thành người kế thừa vương bất lưu hành của Vương Kiệt Hy. Cũng vì vậy mà hiện tại cậu ta đang luyện tập sử dụng nhân vật ma đạo học giả. Sa Tiền Tử những tưởng rằng Kiệt Hy đại thần muốn nhân vật ma đạo học giả nọ, nhưng giờ nghĩ lại thì có vẻ là chỗ Cao Anh Kiệt. Sa tiền tử đứng trước mặt Cao Anh Kiệt lại không có cảm giác lo sợ như khi đối diện Vương Kiệt Hy, còn Cao Anh Kiệt đứng ở đó lại có chút cẩn trọng, hết nhìn trái lại nhìn phải. Sa tiền tử cầm năm thẻ tài khoản đưa cho Cao Anh Kiệt, sau đó lấy cuốn sổ ra tiểu kiệt ký cho anh cái tên đi. A, à, Cao Anh Kiệt vừa cầm thẻ tài khoản xong liền như muốn chuồn mất, nghe được yêu cầu của sa tiền tử, nhất thời chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải, mặt đỏ bừng, thực hiển nhiên, Cậu không có bất kỳ kinh nghiệm nào trong chuyện này. Sau khi nhận lấy sổ tay từ Sa Tiền Tử, Cao Anh Kiệt viết đầy đủ tên mình lên đó, lúc ký tên tay còn run run, chữ ký cuối cùng có đôi chỗ siêu vẹo. "Cảm ơn." Cao Anh Kiệt cuống quyết trả lại sổ cho Sa Tiền Tử xong liền bỏ chạy, một tiếng cảm ơn này cũng không biết là vì thẻ tài khoản hay vì sự ủng hộ của Sa Tiền Tử đối với mình. Sau đó Sa Tiền Tử vào trò chơi, nam nhân vật này gã đều đã thêm bạn tốt, thậm chí đứng ở chỗ nào gã cũng biết lúc này đang định xem thử tài khoản dùng để làm gì, kết quả đợi nửa ngày vẫn không thấy xuất hiện. Sa tiền tử cũng không phải người sắt, tối qua đã thức cả đêm, hôm nay lại phải chờ Cao Anh Kiệt tới lấy thẻ tài khoản, còn chưa được ngủ, cuối cùng đành đi nghỉ ngơi. Lúc này tại khu 10, đám quần chúng có cấp bậc cao nhất suốt cuộc đã lên tới 30 vào tối qua. Kỹ năng mới, trang bị mới, ưu thế về thực lực cũng tăng lên. Hơn nữa từ cấp 30 bắt đầu có thay đổi lớn, xuất hiện bộ đồ dành riêng cho mỗi nghề. Trang phục chức nghiệp thông thường sẽ tăng một chút điểm kỹ năng hoặc uy lực, lúc này nếu bận đủ cả bộ thì sẽ có thêm thuộc tính kèm theo, thực lực cũng sẽ được tăng lên đến một mức nhất định. Bắt đầu từ cấp 30, không thể chỉ dựa vào mỗi vũ khí mà quyết định mạnh yếu, nhân vật bận đủ bộ hoàn toàn khác xa với nhân vật bận thiếu. Tuy rằng trang bị có đẳng cấp thấp chỉ dùng được một thời gian, nhưng với các công hội muốn cướp kỷ lục, đội tinh anh nhất vẫn phải cam đoan giữ vững năng lực chiến đấu ở mức tiêu chuẩn, loại trang bị này tất phải cần. Nói đến kỷ lục mỗi công hội lớn đều theo dõi phó bản Mai Cốt Chi Địa đến tận thời khắc cuối cùng. Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm có quan hệ bạn tốt với quân Mạc Tiếu, đều biết quân Mạc Tiếu đã lên cấp 28 trong đêm qua, lúc này không thể đi đánh Mai Cốt Chi Địa phá kỷ lục được nữa rồi. Nếu bảo Gia Vương Triều có chút kiêng rẻ quân Mạc Tiếu, không dám tranh kỷ lục với hắn lần nữa thì lẽ ra giờ có thể yên tâm ra tay rồi. Mà đến tận giờ kỷ lục ở Mai Cốt Chi Địa vẫn không đổi, ấy thể hiện rõ rằng Cao thủ đánh thuê cho gia vương Triều Rốt cuộc đã bị quân Mạc Tiếu áp chế. Kỷ lục của khu 10 vẫn do quân Mạc Tiếu định đoạt. Lam Hà và Dạ Độ Hàn Đàm có thẳng tên quân Mạc Tiếu trong danh sách bạn tốt, những hội trưởng của mấy công hội lớn khác cũng có cách dò tin tức của riêng mình, dí mắt dò mai cốt chi địa cả ngày, vẫn không thấy kỷ lục thay đổi. Mãi cho đến rạng sáng, số lần đánh phó bản lại đổi mới, mọi người canh chừng 1 2 tiếng cuối cùng, rốt cuộc xác nhận phán đoán xong, ngay lập tức, quân Mạc Tiếu chính thức được các công hội lớn sướng tên chuẩn bị ra tay giành về. Lam Hà bên này xem như đã tranh thủ được cơ hội. Khoan bàn đến chuyện cậu cùng Quân Mạc Tiếu hợp tác sớm nhất, mà một đội của Quân Mạc Tiếu hôm nay vẫn còn mang tên người của Lam Khê Các Kiệt, huống chi lần trước đã sớm mở lời, lần này liền thuận miệng đưa đẩy, "Người anh em, chuyện lần trước ông cảm thấy thế nào?" "Để tôi suy nghĩ chút đã." Diệp Tu trả lời, "Ha ha, chắc ông anh cũng hiểu mà, hiện tại mỗi công hội đều biết sự lợi hại của ông, nhưng ông cứ bán mình làm công như thế." trên bảng kỷ lục sẽ toàn tên ông thể diện của những công hội lớn cũng không thể tốt nổi đến cuối cùng tên tuổi vẻ vang vẫn là quân mạc tiếu mà không phải các công hội tôi nghĩ không có công hội nào muốn thế đâu về phần ông anh tôi nghĩ cũng không phải cầu danh lợi đâu nhỉ lam hà ngược lại phân tích rõ ràng ừ ông nói cũng đúng có lẽ tôi không nên dùng tài khoản chính để đánh diệp tu trả lời a à, lam hà nghe xong ngẩn ra không cần dùng tài khoản chính không sai, đây mới là tinh thần đánh thuê chuyên nghiệp. Kỳ thực, các công hội tìm người đánh thuê lại càng thích những vị cao thủ như vậy. Trường hợp trực tiếp dùng tài khoản đi làm công như quân Mạc Tiếu đương nhiên cũng khá bình thường, thế nhưng phá hộ kỷ lục như hắn thì trước giờ chưa từng có. Nói thẳng ra, bất kỳ công hội lớn nào đều có thể lấy ra vài vị cao thủ xông pha bảng kỷ lục, căn bản chưa có ai như quân Mạc Tiếu, vừa ra tay đã nâng kỷ lục do đội ngũ tinh anh nhà người ta lên tận vài phút. Người anh em, không lẽ ông tính? Lam Hà thăm dò, nên mới bảo tôi còn đang suy nghĩ. Diệp Tu đáp, vậy phải cho tôi câu trả lời thuyết phục của ông trước tiên nha. Lam Hà bất đắc dĩ, nhất thời chẳng biết phải nói thế nào. Cùng lúc, xã độ Hàn Đàm cũng có phân tích giống Lam Hà, chỉ là không ngỏ lời như Lam Hà, nên bấy giờ mới có lời hứa đãi ngộ mua đứt đầy xa hoa, Diệp Tu lại đáp cần suy nghĩ như cũ. Ngoài ra còn có mấy lời mời xin kết bạn loạn hết cả lên, vừa thêm bạn liền nhìn thấy đều là người của các công hội lớn, có hơn nửa số trên 20 công hội được bồi dưỡng bởi các đội ngũ trong liên minh vinh quang đến bàn chuyện cùng Diệp Tu. Mỗi lần Diệp Tu đều trả lời suy nghĩ, tuy vậy vẫn chưa hề thấy người của Trung Thảo Đường. Làm thế nào đây? Diệp Tu do dự, hắn bảo suy nghĩ không có nghĩa là từ chối, hắn thực sự vẫn đang suy nghĩ, mọi chuyện tiến triển không thuận lợi như hắn dự tính, tuy tất cả những rối loạn do Lưu Hạo mang tới rốt cuộc đã lắng xuống, nhưng vẫn để lại không ít phiền phức. Chẳng hạn như, hai người đường nhu và bánh bao xâm lấn hiện tại cũng nhận được tin nhắn quấy dày. Nếu không phải do lưu hạo quấy rối Diệp Tu cần gì phải kéo cả lũ đi bán mình làm công thế này. Bởi vì mọi người đều bị bom thư, tiến độ đánh phó bản lần này chậm hẳn đi. Khi đã lên cấp 28 cả rồi, bọn họ sẽ đánh một phó bản mới dành cho cấp 28 đến 30, vùng đất lưu lạc. Phó bản mới tất nhiên sẽ có bản đồ mới, bản đồ đương nhiên cũng tên là vùng đất lưu lạc. Theo miêu tả của Vinh Quang, đây là nơi tụ tập của một đám người lưu lạc vô gia cư, họ ủng hộ kẻ mạnh, chỉ kẻ mạnh mới là vua. Các loại quái trong khu luyện cấp cũng là những kẻ lang thang muôn hình muôn vẻ. Còn phó bản vùng đất lưu lạc, theo miêu tả, đây là nơi tập hợp của đám lưu manh và du côn mạnh nhất trong vùng đất lưu lạc. Kỷ lục của phó bản vùng đất lưu lạc vừa mới đổi sáng nay, hiện tại đang nằm trong tay của Lam Khê Các. Tổ đội tinh anh của Lam Khê Các không thể nghi ngờ đều đã lên cấp 30, được trang bị vũ khí tím và bận đủ đồ chức nghiệp nhìn thành tích này, Diệp Tu cảm thấy đội ngũ cấp 28 của mình muốn đột phá cần phải tính toán kỹ lưỡng hơn. Trong đội lúc này, Điền Thất và Nguyệt Trung Nguyên đã quen với phó bản này, kỹ thuật lại quá thiếu, đường nhu và bánh bao xâm lấn có kỹ thuật, nhưng lại mới phá bản lần đầu, rất xa lạ. Hơn 2 giờ, miễn cưỡng đánh xong 3 lần, số lần đánh bản của vùng đất lưu lạc chỉ có 3. Mọi người tập trung bên ngoài phó bản, chuẩn bị đánh mai cốt chi địa một lúc. Tuy rằng đẳng cấp đã vượt trội, nhưng tiểu quái trong phó bản vẫn là quái tinh anh, hơn nữa qua cửa phó bản còn được thưởng thêm, kiếm được kinh nghiệm vẫn nhanh hơn so đánh quái ở khu luyện cấp vùng đất lưu lạc. Tại Mai Cốt Chi Địa, có một đội năm người cũng vừa đánh kỷ lục phó bản cách đây không lâu. Đội ngũ do đêm trắng ngày đen, thiên sứ sa ngã, vân tiêu, trong nguyệt và diệp lạc ô để tạo thành. Sau khi đánh xong 4 lần, vẻ mặt của cả năm đều có chút xấu hổ. Đừng nói là kỷ lục đầu bảng, thành tích của họ còn thua xa hạng 3. Tuy chức nghiệp của họ chưa đạt tới giới hạn cấp 27 của Mai Cốt Chi Địa, nhưng cấp 25 không khác biệt mấy so với cấp 27, lấy tiêu chuẩn chuyên nghiệp của họ, lại tạo nên thành tích kỷ lục có mức tranh lệch lớn như vậy, thực sự chẳng biết nói sao. Năm người đều cảm thấy kinh sợ, tất cả đã nỗ lực hết sức rồi, vậy mà thành tích vẫn như cũ. Nhân vật của họ tuy không được trang bị đầy đủ, nhưng ai cũng có vũ khí tím cấp 25. Chính đại thần bảo cần tài khoản, tuy ban đầu chỉ là những tài khoản không được trang bị bình thường, nhưng sa tiền tử cũng có lòng phát cho mỗi người một thanh vũ khí tím đội trưởng một trong năm người quay đầu lại nhìn về phía sau vương kiệt hy của chiến đội vi thảo đánh không tệ vương kiệt hy nói năm người đưa mắt nhìn nhau chẳng biết đội trưởng đại nhân có phải đang mỉa mai hay không còn kém kỷ lục rất xa mà cao anh kiệt vô cùng xấu hổ nói đấy là vì đấu pháp của mọi người không đúng vương kiệt hy nói năm người lại ngơ ngác nhìn nhau bọn họ không hề có thao tác sai lệch nào vấn đề rốt cuộc nằm ở đâu có thể đánh ra được kỷ lục như thế, nhất định phải có đấu pháp mới." Vương Kiệt Hy nói, "A, à, vậy chúng ta nghiên cứu một chút, một người đáp, cậu không phải đang đùa chứ? Thời gian của cậu là dành cho việc này sao?" Vương Kiệt Hy nói, "Vậy, đi tìm quân Mạc Tiếu." Vương Kiệt Hy dứt khoát, "Sau đó thì sao? Giết hắn một lần, rồi nghỉ ngơi sớm chút. Đây sẽ là một trong những nội dung luyện tập chủ yếu của mấy cậu sau này." Vương Kiệt Hy nói, "Chương 128, người mới của giới chuyên nghiệp." vương kiệt hy ném lời này lại xong rời đi trước người đi rồi năm người vẫn không có ý kiến gì với câu nói ấy trong năm người cao anh kiệt là nhỏ tuổi nhất nhưng bốn người kia cũng không lớn hơn bao nhiêu bọn họ đều là đội viên dự bị của câu lạc bộ vi thảo trong đó có ba người đã từng chính thức ra sân đấu thay thế nhưng mà liên minh có quy định tuyển thủ và nhân vật được sử dụng đều phải báo với liên minh trước khi giải đấu bắt đầu sau đó trừ khi là phát sinh việc giao dịch chuyển câu lạc bộ hay chuyển nhân vật mới có thể báo với liên minh để thay đổi hơn nữa cái này cũng phải được liên minh phê chuẩn nếu không không được vì tiện đổi tuyển thủ và nhân vật trong giải đấu chẳng hạn như nếu vương kiệt hy không đến đánh trong giải đấu vòng tròn nếu muốn thay thế cao anh kiệt vào tuy rằng vương bất lưu hành không có người sử dụng nhưng cao anh kiệt cũng không thể dùng cao anh kiệt chỉ có thể sử dụng nhân vật mà mình đã báo danh trước giải đấu mà đạo học giả mộc ân cao anh kiệt không có kinh nghiệm thi đấu chính thức một người khác cũng giống vậy tên là kiều nhất phàm hiện tại là người sử dụng thích khách châu nguyệt hai người này tuổi không lớn có điều cao anh kiệt đã được nội bộ quyết định trở thành người thế chỗ vương kiệt hy là chủ nhân tương lai của vương bất lưu hành mà kiều nhất phàm chỉ là một người mới tư chất không tồi tuy rằng giải đấu lần này có tham gia báo danh tiền đồ lại vẫn mờ mịt như cũ có lẽ sau giải đấu lần này sẽ không xuất hiện ở đây nữa những người mới như cậu hoàn toàn không thể nắm chắc vận mệnh của mình huống chi cậu mới chỉ là một thiếu niên thân phận hai người cách xa nhau, nhưng không hề có tâm cơ gì, bởi vì gần tuổi, trái lại quan hệ còn rất tốt, làm gì cũng thích làm cùng nhau. Vương Kiệt Hy mới vừa đi, Kiều Nhất Phàm đang chuẩn bị nói chuyện với Cao Anh Kiệt, lại chợt nghe có người kêu, Nhất Phàm, đi lấy nước cho mọi người đi. Vâng Kiều Nhất Phàm bất đắc dĩ lên tiếng trả lời, người vừa sai vặt cậu là Tiêu Vân, thực khéo lại lấy được chiến đấu Pháp Sư tên Vân Tiêu. Người nọ là đội viên dự bị được ra đấu bổ sung nhiều nhất, có thể coi như nửa chủ lực rồi, hiển nhiên tự coi mình là lão đại của nhóm dự bị. Hắn chẳng dám khoa tay múa chân gì trước mặt tuyển thủ chủ lực tương lai cao anh kiệt, lại rất không khách khí mà sai vặt kiều nhất phàm thường xuyên. Trường hợp này không phải chỉ có ở mỗi vi thảo, những người mới ở các câu lạc bộ khác hầu hết cũng gặp phải việc này, bưng bê rót nước chạy vặt chuyện gì cũng làm cho nhóm chủ lực, trừ khi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm như cao anh kiệt, hoặc như tôn tường năm trước vừa mới vào đội liền trở thành tuyển thủ chủ lực, siêu tuyển thủ mới. Cậu uống gì? Kiều Nhất Phàm lên tiếng trả lời đi lấy đồ uống, cũng không quên nhỏ giọng hỏi bản thân một câu. Kết quả người được hỏi thì không trả lời, ba tên khác đã rất không khách khí lên tiếng. Lấy anh trai trà xanh, đây là Tiêu Vân, anh trai Coca, chị cũng Coca, hai người còn lại là Chu Diệp Bách và Liễu Phi, quỷ kiếm sĩ đêm trắng ngày đen và thiện xạ thiên sứ sa ngã. Hai người này lăn lộn ở câu lạc bộ cũng đã được hơn hai năm, tùy thời sẽ thế chỗ những tuyển thủ chủ lực bị trượt trạng thái. Trước mắt cho dù kém thu hút hơn Tiêu Vân, nhưng vẫn mạnh hơn Kiều Nhất Phàm rất nhiều. Mì nhuống gì cũng được đến cuối cùng, Cao Anh Kiệt mới nhỏ giọng nói một câu. Kiều Nhất Phàm chạy đi mua đồ uống xong về đưa cho mọi người, ba tên chim già dự bị kia ngay cả lời cảm ơn còn chưa nói, đã vùi đầu thảo luận với nhau. Tên quân mạc tiếu này là ai nhỉ? Sao lại đắc tội đội trưởng? Liễu Phi hỏi, phụ nữ đương nhiên luôn bà tám hơn đàn ông một chút. Ai mà biết, Tiêu Vân không muốn thảo luận đề tài này lắm, hắn cũng không dám bàn chuyện của đội trưởng sau lưng. Anh biết không Diệp Bách, Liễu Phi lại hỏi Chu Diệp Bách, làm sao anh biết được Chu Diệp Bách nói xong uống một ngụm coca, như có như không nói, tài khoản chẳng phải do Tiểu Kiệt đến lấy sao. Quả nhiên Liễu Phi lập tức quay ra hỏi Cao Anh Kiệt, Tiểu Kiệt em biết không? Em cũng không biết đâu chị Liễu, Cao Anh Kiệt vội vàng nói, Nhất Phàm lại càng không phải nói nhỉ, giọng điệu khi nói chuyện với Kiều Nhất Phàm đều khác hẳn mọi người. Ha ha, Kiều Nhất Phàm cũng chỉ ngây ngô cười chút, Chuyện của câu lạc bộ đâu đến phiên cậu biết trước chứ? Thôi kệ, giết tên này nhanh chút, giết sớm nghỉ sớm Tiêu Vân chốt. Ừm, đúng vậy, Chu Diệp Bách tính toán thời gian. Hội trưởng bên này gọi là gì? Tiêu Vân hỏi, Sa Tiền Tử, người trả lời hắn là Cao Anh Kiệt. Tuy buổi chiều không có màn giới thiệu lẫn nhau gì với Sa Tiền Tử, nhưng trước đó Cao Anh Kiệt vẫn hỏi thăm người mình muốn gặp là ai. Ồ, trong danh sách có kìa để anh đi hỏi. Tiêu Vân đáp, đối với những người chơi bình thường ở khu mới này, Tiêu Vân lại càng không khách khí, trực tiếp hỏi một câu, này, có biết quân Mạc Tiếu ở chỗ nào không? Sa tiền tử từ lúc thấy năm người này lock in thì cũng đã yên lặng ở một bên chú ý, tin nhắn này vừa hiện lên cũng đã xem rất nhanh, xem xong lại thấy là hỏi về quân Mạc Tiếu, cảm thấy kinh nhạc, vội vàng trả lời, không biết. Đi hỏi thăm chút đi, Tiêu Vân trả lời, vâng, Sa tiền tử bị sai vặt, nhất thời mất thiện cảm với tên Tiêu Vân này. Sa tiền tử khá quen thuộc với đội hình của chiến đội Vi Thảo, sử dụng pháp sư chiến đấu nếu như là người của vi thảo đương nhiên gã biết đôi chút lúc này trong đầu hiện lên vẻ mặt của tiêu vân có chút khó chịu nhưng cũng đành phải bảo mọi người trong công hội chú ý hành động của quân mạc tiếu em thấy nhóm của quân mạc tiếu đang đi về phía mai cốt chi địa lập tức có người trong công hội nói hiện tại quy mô công hội càng ngày càng lớn thành viên trải rộng đủ các cấp bậc phân bố ở các khu luyện cấp chỉ cần quân mạc tiếu online phạm vi hoạt động cũng y như vậy nhưng thật ra rất dễ bị nhìn thấy. Nhóm mấy người, hướng đi đâu vậy?" Sa Tiền Tử hỏi, "Năm người, chắc đi phó bản Mai Cốt Chi Địa nhỉ?" Người trong công hội trả lời. Sa Tiền Tử lập tức gửi tin này cho Tiêu Vân, Tiêu Vân vừa thấy, lập tức bảo mấy người khác, Quân Mạc Tiếu dẫn đội đến phó bản Mai Cốt Chi Địa, "Chúng ta tách ra đi xem xét chung quanh một chút, đừng để bọn họ vào phó bản, lại phải chờ nửa ngày." Rồi, mấy người lên tiếng trả lời, "Phó bản Mai Cốt Chi Địa này là một nơi tựa như hầm mộ." nhưng nếu muốn cho nhiều người đi phó bản chỉ có một cửa vào thì kiểu gì cũng phải xếp hàng rồi xếp đến chết luôn giống như việc vì tiện bước vào rừng là vào được phó bản của rừng rậm băng xương trong phạm vi của mai cốt chi địa cũng có đến mấy cửa vào trường hợp đang luyện cấp đánh quái không cẩn thận lọt hố rơi xuống phó bản cũng là chuyện thường phát sinh tiêu vân bên này hỏi hướng của quân mạc tiếu năm người tách ra chạy về các hướng khác nhau chạy được không bao lâu kiều nhất phàm là người đầu tiên phát hiện mục tiêu em thấy rồi quân mạc tiếu năm người Tọa độ, Tiêu Vân vội vàng nói, Kiêu Nhất Phàm báo tọa độ, bốn người khác cùng chuyển hướng. Đi trước chặn chân hắn lại Tiêu Vân chỉ thị, chỉ e cứ lằng nhằng thế này quân Mạc Tiếu đã vào phó bản rồi, nếu thế thì bọn họ lại phải ngồi mốc mồm ra đợi. Em, Kiêu Nhất Phàm ngẩn ra, nhanh lên Tiêu Vân thúc giục, Kiêu Nhất Phàm không tự tin chút nào, nhưng mà dưới sự thúc giục của Tiêu Vân, cũng phải điều khiển cho nguyệt cấp 25 vào tới. Đối phương có 5 người, theo lý Kiều Nhất Phàm có thể bước vào giới chuyên nghiệp thì trình độ cũng phải ở mức khá cao, nếu là 5 người bình thường thì tuyệt đối cậu sẽ không sợ. Nhưng đấy lại là 5 người đã tạo ra kỷ lục mà bọn họ không phá được, tuy Kiệt Hy Đại Thần nói rằng đây là do vấn đề chiến thuật, nhưng chiến thuật thì sao, cũng phải cần thao tác để thực hiện, trình độ của những người này chắc chắn sẽ không kém như vậy rồi. Cho Nguyệt lại gần thêm một chút thì Kiều Nhất Phàm nhìn thấy bốn người nữa, có hai người có tên trên bảng xếp hạng, hai người còn lại thì không biết, lúc này Kiều Nhất Phàm cũng chẳng quan tâm việc tính toán gì nữa, cho Nguyệt sông lên, đột ngột tung ra một trường hồ quang thiểm, thình lình chém về phía quân Mạc Tiếu. Những người chơi thường lui tới nơi này luyện cấp, đương nhiên sẽ không để tâm mà đề phòng. Hồ quang thiểm là một kỹ năng ra chiêu rất nhanh, chuyển động nhanh, thình lình gặp chiêu này thì ai cũng không tránh được, thế nhưng quân Mạc Tiếu này lại trong nháy mắt rút kiếm ra, đỡ đòn. Nhìn phản ứng này thôi cũng đã đủ khiến Kiều Nhất Phàm cảm thấy chột dạ. Cậu chỉ một người mới đích thực, không có chút kinh nghiệm đấu chính thức nào, lại càng không giống như Cao Anh Kiệt đôi khi có đội trưởng tự mình làm vài ván với cậu ta. Trong hoàn cảnh của cậu, làm cái gì cũng phải cẩn thận, không mong lập công chỉ mong không thất bại. Lúc này vừa thấy phản ứng như vậy của quân Mạc Tiếu, lập tức thấy đây là một đối thủ khó chơi. Sau khi sử dụng hồ quang thiểm thì không tiếp tục tấn công nữa, lập tức nhảy lùi lại phía sau để giãn khoảng cách. Kiếm quang chật lóe cũng là lúc quân Mạc Tiếu dùng rút đao chảm đuổi tới kiếm quang hấp huyết đã sớm lấy về từ chỗ Hoàng Thiếu Thiên. Kiếm này Diệp Tu đương nhiên không phải trang bị cho chính mình, mà là vật liệu để tăng cấp ô thiên cơ. Ô thiên cơ hiện tại trừ hình thái chiến mâu ra thì hình thái kiếm cũng đã tăng lên cấp 25, tốc độ đánh 5 và cân nặng 2,3 kg vẫn không đổi, độ bền 23 cũng tự nhiên mà có, vật công 320, pháp công 340, có thể sánh với thái đao màu tím cấp 35. Cho nên gần đây Diệp Tu ngoài trừ sử dụng hình thái chiến mâu khi chiến đấu còn nhiều lần dùng hình thái kiếm, hai hình thái đều có lực công kích khá đáng sợ. Chiêu rút đao chảm chém tới cực nhanh, cực chuẩn, cho Nguyệt vừa mới đứng dậy nhảy ra sau, vẫn chưa rơi xuống. Mắt thấy sẽ trúng chiêu, cho Nguyệt lại đột nhiên nhảy lên, nhưng nhảy sang một bên, khó khăn lắm mới tránh được một nhát này. Nhảy bật không chung, đây là kỹ năng cấp 15 của thích khách, có thể thao tác nhảy thêm lần nữa trên không chung, nói ngắn gọn, thích khách có thể nhảy hai lần. Dựa vào kỹ năng này cho Nguyệt mới tránh khỏi một nhát vốn không thể né được này, nhưng vì thế cũng càng biết được quân Mạc Tiếu đáng sợ tới mức nào, đang tính xem phải dây dưa thế nào, bánh bao xâm lấn đã cầm một cục gạch xông tới, miệng hét lớn, tên nào đấy, muốn xuống lô à. Kiều Nhất Phàm vội vàng điều khiển cho Nguyệt lắc người tránh phát đánh này. Nhưng một bên chiến mâu của Hàn Yên Nhu cũng như rắn độc lao tới, Kiều Nhất Phàm lại thao tác cho Nguyệt né tránh, lúc này đã thấy tay chân luống cuống rồi. Điên thất, Nguyệt Trung Nguyên làm khán giả hoài cũng thấy ngược, có cơ hội cũng phải cố gắng hành động một chút. Hai người cùng nhau xông lên, các loại kỹ năng cứ thế phóng tới. Kiều Nhất Phàm tay bấm lộn xộn hết lên, trong lòng lại hoảng, hiện tại hoàn toàn không còn trình tự gì nữa, chỉ theo bản năng mà tránh từng đợt công kích, đối với việc thoát thân kiểu gì, có cơ hội phản kích hay không, đương nhiên chẳng có cách nào cả. Cao Anh Kiệt ngồi cạnh nhìn trận này cũng sốt ruột thay cậu, vội vàng kêu cầm cự một chút, mình tới ngay. Sao vậy, Nhất Phàm không phải đối thủ sao? Chu Diệp Bách cùng Liễu Phi đều xoay đầu lại nhìn về phía màn hình của Kiều Nhất Phàm, hồ quang thiểm vòng cung bằng lửa chớp lóe. Chương 129, che ảnh bước, Chu Diệp Bách cùng Liễu Phi đều cố gắng nhìn màn hình của Kiều Nhất Phàm, kỳ thật không chỉ riêng họ, mà lúc này Tiêu Vân cũng rất muốn nhìn, nhưng mà hắn cách Kiều Nhất Phàm khá xa, chính giữa là ba người Chu Diệp Bách, Liễu Phi và Cao Anh Kiệt, không đứng dậy thì không thể nhìn thấy được. Tiêu Vân bình tĩnh, nhìn không thấy, hắn có thể hỏi Người này thúc giục Kiều Nhất Phàm xông lên, vốn mang ý định thăm dò. Kiều Nhất Phàm có thể e sợ việc đối phó mấy người quân mạc tiếu này không dễ dàng, hắn sao không nghĩ đến chứ? Như thế nào rồi? Tiêu Vân thờ ơ hỏi. Kết quả nghe được tiếng cười của Chu Diệp Bách và Liễu Phi. Nhất Phàm quá ngu ngốc, Liễu Phi cười khanh khách, rõ ràng trong mắt cô chuyện trong nguyệt của Kiều Nhất Phàm bị công kích trả là gì, nếu là cô thì có thể thoải mái thoát khỏi vòng vây, Lúc này Kiều Nhất Phàm chợt luống cuống chân tay, trong nhất thời khiến cô cảm thấy bản thân mình ưu việt hơn hẳn. "Bọn mình nhanh đi đi, để Nhất Phàm chết ở chỗ này thật, trò diễu cợt này có thể càng lớn ấy." Chu Bách Diệp nói, lời nói của hai người không mấy xuôi tai, nhưng vì nói tới chuyện quan trọng nên cũng không tính quá phận. Trong game online, nói thế nào cũng chỉ là người chơi bình thường, đối với tuyển thủ chuyên nghiệp, quả thật không nên sơ sót một cách dễ dàng như thế. Tạch sẽ càng kỳ quái hơn, cho dù đánh không nổi Sao cũng phải có biện pháp thoát thân chứ. Có thân thiết với Kiều Nhất Phàm như Cao Anh Kiệt cũng không thể phủ nhận chuyện này, cậu đành điên cuồng bấm bàn phím, muốn lập tức đuổi tới giúp đỡ bạn tốt mình. Nhưng kẻ thứ nhất trình diện lại là pháp sư chiến đấu Vân Tiêu của Tiêu Vân. Tiêu Vân không vội vã tiến lên, hắn không nhìn thấy tình hình từ màn hình của Kiều Nhất Phàm như ba người kia, quan sát một hồi rồi nói sau. Nhân vật của hắn đứng bên quan sát, thật ra nhìn thấy còn toàn diện và cụ thể hơn so với Kiều Nhất Phàm đang ở góc nhìn thứ nhất bốn người đang vây công nhân vật cho nguyệt của kiều nhất phàm trình độ cao thấp rất rõ ràng trình độ của hàn yên nhu và bánh bao sâm lấn kia còn đáng nhìn điền thất cùng nguyệt trung nguyên thì chẳng đáng nhắc tới điền thất tên này nhưng thật ra làm cho tiêu vân ngẩn ngơ một chút không phải trung thảo đường đấy chứ tiêu vân chỉ bất chợt nghĩ thế trong đầu dù thuộc trung thảo đường hắn cũng sẽ không để ý có đắc tội thì hắn cũng giết hết ánh mắt tiêu vân cuối cùng rơi đến trên người không hề nhúng tay vào quân mạc tiếu đang đứng ngoài vòng chiến đấu đây mới là mục đích của họ, mục tiêu chủ yếu của họ. Vừa hay bốn người kia đều đang quần nhau với trong nguyệt của Kiều Nhất Phàm, đây chẳng phải cơ hội tốt ư. Lúc đến đây, Vân Tiêu của Tiêu Vân đã thêm vào trạng thái huyễn văn nhờ công kích tiểu quái, pháp sư chiến đấu cấp 26, ngoại trừ huyễn văn không thuộc tính do Long Nha đánh ra, còn có một cái huyễn văn mới cấp 25, sử dụng công kích liên chớp sinh ra huyễn văn thuộc tính băng. Sau khi huyễn văn thuộc tính băng xuất hiện, nhân vật gia tăng phòng ngự vật lý của bản thân, Huyễn Văn Băng cấp 1 tăng 2% phòng ngự vật lý. Đối với pháp sư chiến đấu mặc giáp ra phòng ngự cơ bản vốn đã không xuất sắc, thêm chút phòng ngự này cũng chẳng thể khiến người ta vui vẻ được. So sánh thử thì hiệu quả từ công kích của Huyễn Văn Băng giá trị hơn nhiều. Huyễn Văn Băng đánh trúng mục tiêu sẽ gây đông cứng như khi Long Nha đánh trúng mục tiêu, trừ cái đó ra, Huyễn Văn Băng còn gây thương tổn ma pháp thuộc tính băng, có 50% cơ hội làm mục tiêu giảm tốc độ, thời gian kéo dài 3 giây. Huyễn Văn Băng cấp bậc càng cao, tỷ lệ giảm tốc độ càng cao, hiệu quả càng rõ ràng. Cấp 26 bây giờ hiển nhiên là huyễn văn băng cấp 1, nhưng nếu đánh chúng đối thủ, hiệu quả sẽ khá rõ ràng, làm cho bánh bao xâm lấn khó tránh khỏi nỗi hoài nghi đây là thuốc sổ gì đây. Lúc này Vân Tiêu không chỉ tăng thêm trạng thái huyễn văn, quanh thân đã muốn vần quanh 7 vòng huyễn văn thuộc tính băng, đều đánh được từ những con quái trên đường đến đây. 7 đã là giới hạn cao nhất, mỗi cái giữ được trong 30 giây. Lúc này vừa thấy cục diện, Tiêu Vân đã ra ngay quyết định, không để ý tới trong nguyệt của kiều nhất phàm mà điều khiển vân tiêu chạy về phía quân mạc tiếu ra long nha công kích long nha nhanh khoảng cách dài có năng lực gây đông cứng là kỹ năng mà người chơi pháp sư chiến đấu thích dùng để ra tay đầu tiên tiêu vân cũng dùng chiêu này bước nhanh đến giết quân mạc tiếu bấy giờ tay quân mạc tiếu cũng cầm một cây chiến mâu long nha của tiêu vân tới nhưng người nhường lối phản kích lại cũng là một chiêu long nha vân tiêu né tránh nâng tay thiên kích quân mạc tiếu tránh Nâng tay lên cũng là thiên kích. Vân Tiêu lại tránh né, như người đâm tới một côn, định dùng viên Vũ côn bắt lấy. Kết quả Quân Mạc Tiếu vẫn dùng phương thức tương tự, đánh trả lại bằng chiêu viên Vũ côn. Địch, Tiêu Vân có chút tức giận, cảm thấy như bị trêu đùa. Chỉ hận trong tay chính là tài khoản cấp 26, thiếu kỹ năng bó tay bó chân. Lúc này thao tác chợt bùng nổ tốc độ tay nho nhỏ, trong trò chơi Vân Tiêu nhảy ra sau tránh thoát chiêu viên Vũ côn kia đồng thời dùng trường mâu đâm nhanh hai cái tặng từng cái từng cái liên chấp qua đấy. Lần này công thủ hợp thể, quân mạc tiếu có phục chế thao tác của hắn, cũng không mang tính uy hiếp gì. Bởi vì hắn đã nhảy xa rồi, quân mạc tiếu tránh được liên chấp của hắn cũng không thể dùng liên chấp uy hiếp hắn được. Kết quả quân mạc tiếu quả thực bắt trước dùng liên chấp, tiêu vân thầm cười tên ngốc này, ánh sáng sắc bén chợt lóe lên, không phải hai cái liên chấp đâm thẳng, là một ánh sáng hình vòng cung. Rút đao chảm, phạm vi công kích của rút đao chạm không chỉ mỗi chiều dài thân kiếm, còn bao gồm cả kiếm khí mà kiếm vạch ra, phạm vi và khoảng cách công kích đều lớn hơn liên chấp. Liên chấp đánh không trúng mục tiêu còn bị rút đao chảm này chém trúng. Địch lần này tiêu vân mắng ra tiếng luôn, chiêu rút đao chảm này đến quá đột ngột, hắn còn đang nhảy ra sau giữa không trung kia, tiêu vân của hắn cũng không phải thích khách, không có nhảy hai lần giữa không trung, sao tránh được lần này đây. Chúng chiêu không nói, một tiếng địch này liền lập tức hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Cô nàng nhiều chuyện liễu phi kia liếc qua bên này, lập tức kêu lên, "Ý Tiêu Vân, ông cũng đến rồi à?" Tuy bọn họ đều nhìn thấy màn hình của Kiều Nhất Phàm, nhưng ngay cả Kiều Nhất Phàm cũng không biết Tiêu Vân đã đến rồi. Cậu còn đang bị bốn người kia vây công đến loạn tay loạn chân, góc nhìn rối tung, nào quan sát được động tĩnh xung quanh chứ. Mọi người quay đầu nhìn sang, đúng lúc nhìn thấy Vân Tiêu bị rút đao chảm đánh bay đi, vẻ mặt Tiêu Vân tối tăm. Rơi xuống đất dùng chịu thân, Vân Tiêu lập tức đứng dậy. Long Nha, Thiên Kích, Liên Chấp, Lạc Hoa, Viên Vũ Pháp sư chiến đấu cấp 26, cũng không phải chỉ có những chiêu đó, còn một ít công kích thường khác. Huyễn Văn, thật ra Vân Tiêu mang theo 7 cái lại đây, nhưng Huyễn Văn không phải muốn bắn là có thể bắn, phải trong nháy mắt đánh trúng mục tiêu tiến hành thao tác bắn Huyễn Văn ra thì nó mới có thể tự động bay tới mục tiêu. Nhưng hiện tại, Vân Tiêu đánh tới đánh lui cũng không đánh trúng quân Mạc Tiếu, đảo mắt 30 giây trôi qua, 7 Huyễn Văn phía sau biến mất sạch sẽ, sắc mặt Tiêu Vân khó coi cứ như hình thành một cái Huyễn Văn băng vậy cái ớt này cấp bậc quá thấp nói cách khác tiêu vân vừa thầm oán vừa điên cuồng gõ phím và chuột hấp tấp trong lòng khiến tiêu vân rốt cuộc để lộ sơ hở nào ngờ bị một cái long nha của quân mạc tiếu đánh trúng tiêu vân thầm kêu không ổn vân tiêu của hắn cũng đã bị đông cứng quân mạc tiếu ra thiên kích đâm tới vân tiêu bị quăng lên không tiêu vân vội vàng điều chỉnh góc nhìn người chơi không phải npc rất nhiều npc bị quăng lên không chỉ phải chịu ngược đái không có thủ đoạn thoát thân nào hết nhưng người chơi ở trên không vẫn có thể thao tác như cũ, thao tác thích hợp, dựa vào công kích thường cũng có thể thoát khỏi khốn cảnh bị treo lơ lửng. Nhưng mặc kệ thế nào, sau khi thoát khỏi tình thế bị treo lơ lửng cũng rơi xuống thế yếu rồi, muốn thoát khốn cảnh, thao tác cũng tăng nhiều khó khăn. Với tuyển thủ chuyên nghiệp, đây đều là những chuyện bắt buộc đã được tăng cường luyện tập qua. Ai cũng không thể cam đoan mình sẽ không bị treo lơ lửng khi đang PK, cho nên phải luyện tập kỹ xảo và phương pháp để đối phó với việc sau khi bị treo xong. Kiến thức cơ bản này Tiêu Vân cũng có, góc nhìn xoay chuyển khi đang bị treo lơ lửng vẫn rất ổn định, nhưng lại không nhìn thấy quân Mạc Tiếu. Tiêu Vân ngẩn ra, có mánh khóe thoát khỏi việc bị treo, đương nhiên cũng phải có mánh khóe hữu hiệu lợi dụng việc bị treo chứ. Bị treo có thể thao tác, nhưng thao tác bị hạn chế cực kỳ, nếu nói theo góc nhìn thì góc độ cũng có hạn đấy, bạn muốn xoay góc nhìn 720 độ khi bị treo lơ lửng ư? Vậy thân thể của bạn cũng phải biến thành con quay, thiếu điều kêu người đến xoay giúp là đủ. Lúc này Tiêu Vân chuyển góc nhìn, lại không thấy quân Mạc Tiếu, nhất thời biết quân Mạc Tiếu đã đi vào góc chết của góc nhìn lơ lửng. Quân Mạc Tiếu ở ngay cạnh hắn, chẳng qua, góc nhìn của hắn không nhìn thấy. Chỉ có kinh nghiệm phong phú và sức phán đoán chuẩn xác mới có thể làm được điều này. Muốn đối phó cũng cần phải có kinh nghiệm phong phú và sức phán đoán tương đương mới được. Nháy mắt Tiêu Vân cũng trột dạ, góc chết khi hắn đang bị treo lơ lửng nằm ở đâu. Bất chợt hắn đếm không hết, hắn không thể đoán ra được, chỉ có thể mờ mịt tung đại một kích, sau đó âm thầm cầu nguyện. Công kích thất bại, lời cầu nguyện của Tiêu Vân không có bất kỳ tác dụng nào. Sau đó hắn liền bị công kích, hắn thậm chí không biết mình chúng phải kỹ năng gì, bởi vì đối thủ vẫn không hề hiện thân, đối thủ vẫn nằm trong góc chết của góc nhìn lơ lửng. Tiêu Vân xoay tới xoay lui, chuyển góc nhìn muốn ói cả ra, kết quả nhìn thấy trừ bỏ bầu trời chính là mặt đất. Đa phần chỉ thoáng thấy được chiếc áo choàng hấp huyết màu đỏ sậm phía sau quân mặc tiếu, nhưng chờ Tiêu Vân đánh đến nơi mình đoán được thì đã hụt mất rồi. Cao Anh Kiệt cuối cùng cũng chạy tới, đang chuẩn bị cứu bản thân, kết quả một màn trước mắt khiến cậu ta trợn mắt há mồm. Vân Tiêu ở trên không quay cuồng, cứ như một đám mây muốn bay lên trời thật ấy. Cao Anh Kiệt nhìn ra được Tiêu Vân đang dẫy ruộng, cũng nhìn ra được cách di chuyển đầy hoa lệ của quân Mạc Tiếu. Cậu đương nhiên hiểu được mục đích của việc di chuyển này là gì, ở trong vinh quang, loại này thậm chí có cả tên riêng, che ảnh bước. Bạn biết đối thủ ở ngay bên cạnh mình, nhưng bạn vĩnh viễn không nhìn thấy được hắn. Hiệu quả mà che ảnh bước theo đuổi chính là như thế. Nhưng với cao thủ, không nhìn thấy vị trí của bạn, nhưng dựa vào kinh nghiệm và sức phán đoán là có thể đoán được vị trí của bạn ngay. Chỉ cần loại bỏ được trạng thái bị treo lơ lửng này, che ảnh bước sẽ không tồn tại nữa. Đây là cuộc so đấu kinh nghiệm và sức phán đoán. Mà lúc này Vân Tiêu bị ném lên không căn bản đã khoanh tay bó chân, tranh lệch kinh nghiệm và sức phán đoán của hai bên quá rõ ràng. Cao Anh Kiệt vụng trộm nhìn thoáng qua Tiêu Vân, trong mắt Tiêu Vân phun lửa, phát điên giày vò phím và chuột của mình. Chương 130, đối thủ rất lợi hại. A, à, Tiểu Kiệt em cũng đến rồi lúc này, Liễu Phi bên cạnh đột nhiên nói. A à, Cao Anh Kiệt lên tiếng, vội chuyển đổi góc nhìn. Cậu thầm nghĩ Tiêu Vân có lẽ cũng chẳng muốn người ta nhìn thấy tình cảnh bị trà đạp đáng xấu hổ của hắn. Nhưng Tiêu Vân nghe thấy tiếng gọi, liền nhanh chóng quay đầu liếc nhìn, trùng hợp thay lại đối diện với Cao Anh Kiệt cũng đang nhìn trộm hắn hai người đều xấu hổ tránh đi cao anh kiệt vội vàng xuất chiêu mà đạo học giả diệp lạc ô đề bay nhanh đến nhắm về hướng quân mạc tiếu so ra cho nguyệt của kiều nhất phàm bị bao vây tấn công tứ phía nhưng ít ra vẫn xoay sở chống đỡ được trái lại vân tiêu của tiêu vân lại hoàn toàn bất lực diệp lạc ô đề của cao anh kiệt rất nhanh đã đuổi kịp bắn ra một viên đạn ma pháp quân mạc tiếu nghiêng mình né tránh vậy mà vẫn có thể tiếp tục sử dụng che ảnh bước cao anh kiệt đổ mồ hôi Tuy cậu được đánh giá là một người mới rất có tố chất, nhưng với thao tác đòi hỏi kinh nghiệm phong phú như che ảnh bước, trình độ của cậu so với Tiêu Vân cũng chẳng cao hơn là bao. Lúc này cậu không thể nào nắm rõ hành động của quân Mạc Tiếu mà đánh trả được, chỉ còn cách nhanh chóng tiếp cận quân Mạc Tiếu. Đến gần, chiếm lấy vị trí, thế thì có thể phá che ảnh bước của hắn nhỉ. Cao Anh Kiệt nghĩ như vậy, Diệp Lạc ô đề vội vàng xông vào, bất chợt nhìn thấy vũ khí trong tay quân Mạc Tiếu quét thành một vòng tròn lớn 360 độ, trên mặt đất chấp lòe ánh sáng. Thăng thiên trận, Cao Anh Kiệt kinh hãi, nhưng được xem là tố chất đầy mình, phản ứng và thao tác của Cao Anh Kiệt quả thật xếp hàng đầu. Vội vàng cưới cây trổi bay lên, quần sáng dâng cao của thăng thiên trận gần như lướt qua đuôi trổi của cậu. Vân tiêu vẫn quay cuồng trên không như cũ, diệp lạc ô đề tránh được thăng thiên trận, vội vã xông đến lần nữa. Tiếng súng vang lên, diệp lạc ô đề lăn mình tại chỗ, lại phải trì hoãn trong giây lát. Không xong rồi. Cao Anh Kiệt trơ mắt nhìn Vân Tiêu bị đánh trúng hai lần trên không. Đứng dậy, lại xông đến. Lúc này quân Mạc Tiếu cũng chẳng làm gì để ngăn cậu đến gần nữa, nhưng trong lòng Cao Anh Kiệt chợt có dự cảm không lành. Quân Mạc Tiếu đột nhiên lùi về sau, nhảy ngược về phía cậu, chiến mâu trong tay lại đâm thẳng ra trước, đương nhiên là đâm vào Vân Tiêu đang lơ lửng. Xoay người 180 độ trên không, vạch ra một vòng cung lớn. Viên vũ côn, Vân Tiêu cứ thế bị móc trên đầu mâu, trông giống một chiếc búa đang giáng xuống diệp lạc ô đề. Diệp Lạc ô đề trái lại nhẹ nhàng tránh thoát, nhưng Vân Tiêu bị trúng một quyền thì không đứng dậy được nữa. Một tiếng ầm vang lên, Tiêu Vân đập bàn phím bật dậy, ai nấy đều ngơ ngác, theo bản năng nhìn hắn. Chỉ có Cao Anh Kiệt không bận tâm, không chỉ vì cậu biết được chuyện gì đã xảy ra, mà quan trọng hơn là cậu đã chẳng còn thời gian quan tâm đến thứ khác nữa. Giờ đây, quân Mạc Tiếu chính là đối thủ của cậu. Tiêu Vân có chút bực bội, không chỉ vì quân Mạc Tiếu, mà còn do Cao Anh Kiệt. Cao Anh Kiệt rõ ràng đã đến gần, tại sao lại không hề giúp hắn tiêu vân tức giận trừng mắt về phía cao anh kiệt kết quả lại nhìn thấy cao anh kiệt không thèm ngó ngàng dán mắt màn hình mà thao tác mẹ kiếp tiêu vân tức giận mắng thầm trong lòng chu diệp bách ngồi cạnh hắn đã quan sát được thi thể của vân tiêu qua màn hình của hắn tuy ngạc nhiên nhưng cũng không hề lên tiếng ngốc đến mấy cũng nhận ra được lúc này tiêu vân đang khó chịu cực kỳ khó chịu thế nhưng nhận ra được là một chuyện nói hay không lại là một chuyện khác đồng chí liễu phi nhìn màn hình của tiêu vân lập tức há mồm ai nha tiêu vân sao anh tạch rồi lần này ngay cả người đang mệt nhoài như kiều nhất phàm cũng thấy kinh ngạc đánh cả nửa buổi mình vẫn kiên trì tiếp được tiêu vân lại tạch hắn ta tạch kiểu gì kiều nhất phàm chẳng thể nghĩ nổi trong lúc cấp bách cậu vẫn tranh thủ thời gian nhìn sang bốn người bên cạnh cậu thấy được vẻ mặt tiêu vân đầy phẫn nộ còn thấy được vẻ chăm chú của cậu bản thân Bóp sự phân tâm này khiến cho Nguyệt của Kiều Nhất Phàm ngay lập tức lãnh một cục gạch của bánh bao xâm lấn. Ha 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 ha, coi mày chạy đâu cho thoát tiếng cười của bánh bao xâm lấn vang vọng, làm như cục gạch của cậu ta đập chết người ta không bằng. Kiều Nhất Phàm vội vàng phục hồi tinh thần, cứu giúp cho Nguyệt của chính mình, thanh máu của cậu không còn nhiều lắm, cũng không gắng gượng được lâu nữa. Đúng lúc này thế vây công của bốn người kia đột nhiên xuất hiện kẽ hở, lớn đến mức người đang dối rắm như Kiều Nhất Phàm cũng có thể liếc mắt là nhận ra ngay. Kiều Nhất Phàm không nói nhiều, lập tức nhảy ra khỏi vòng vây. Lợi dụng sơ hở vừa nãy, Kiều Nhất Phàm mới có cơ hội quan sát cục diện lúc này, cậu nhìn thấy Diệp Lạc Ô đề của Cao Anh Kiệt đang cưỡi trổi nhẹ nhàng bay lượn, vừa rồi chính cậu ta đã giúp Kiều Nhất Phàm thoát khỏi vòng vây nọ. Còn tên quân mạc tiếu mà mình chạm chán lúc đầu, bây giờ cũng đang cầm vũ khí đánh sang phía này. Chạy Kiều Nhất Phàm nghe được Cao Anh Kiệt kêu lên, "Chạy!" Chu Diệp Bách và Liễu Phi kinh ngạc nhìn sang, đối thủ rất lợi hại Cao Anh Kiệt nói, Chu Diệp Bách cùng Liễu Phi đồng thời quay về phía Tiêu Vân. Tiêu Vân vẫn trưng ra bộ mặt khó ở như cũ, nếu đây không phải ớt cấp thấp, nếu đây là một pháp sư chiến đấu có đầy đủ kỹ năng. Tiêu Vân nghĩ đến trường hợp này, nhưng mà, che ảnh bước, Tiêu Vân đương nhiên biết tên của loại kỹ thuật này, hắn cũng biết mình chết là vì che ảnh bước. Có thể sử dụng che ảnh bước đùa dỡn hắn đến không thể đánh trả, trước mắt chỉ có mình đội trường làm được khi luyện tập trong đội. Còn trong giải đấu vòng tròn, chắn chắn sẽ có những đại thần cao thủ có thể đạt tới trình độ này, tuy nhiên với địa vị của Tiêu Vân, đến nay vẫn chưa có cơ hội một trọi một với những đại thần như vậy. Về phần thi đấu đoàn đội, có sự viện trợ và phối hợp của các thành viên khác nên những kỹ xảo như che ảnh bước rất ít có cơ hội phát huy tác dụng. Có cần bọn anh qua đấy không? Chu Diệp Bách hỏi, phương hướng bố trí ban đầu của gã và Liễu Phi có hơi xa, lúc này còn đang đuổi về phía ấy đây. Chúng ta tập hợp trước rồi tính sau Cao Anh Kiệt nói. Được, hai người trả lời, đồng thời cảm thấy ngạc nhiên đến khó tin. Giết chết Tiêu Vân, khiến Cao Anh Kiệt không dám chính diện đối đầu, đối thủ này rốt cuộc là ai? Bốn người báo tọa độ, chọn nơi tập hợp, sau khi Cao Anh Kiệt bày thế nghênh địch, tụ họp với bốn người xong, vừa quay đầu lại, liền trợn tròn mắt ý, bọn họ không đuổi theo à. Chu Diệp Bách và Liễu Phi cực kỳ bó tay nhìn cậu. Cao Anh Kiệt đỏ cả mặt, em cứ nghĩ họ sẽ đuổi theo. Vậy bây giờ tính sao? Liễu Phi nói, thực ra là đang hỏi Cao Anh Kiệt trong năm người họ vốn tiêu vân là người dẫn đầu nhưng hiện tại tiêu vân đứt rồi cô nàng thế nhưng bắt đầu lập lãnh đạo mới luôn cô nàng này rõ là một người nhanh mồm nhanh miệng có gì nói đấy thực ra cũng chẳng có chủ kiến gì cả Á, à, cao anh kiệt vừa rồi tình thế cấp bách mới nhất thời chỉ huy vài câu lúc này thấy không còn việc gì lại nhút nhát chẳng biết nên làm thế nào chúng ta quay về giết lần nữa mặt khác lá gan của kiều nhất phàm lại lớn hơn cậu ta tiếc rằng lời nói của cậu đã định trước sẽ bị phớt lờ tiêu vân còn anh chu diệp bách quay đầu nhìn không thể không hỏi thử vân tiêu của người này còn đang phơi xác trên đất kia kia anh sống lại rồi tiêu vân có chút oán hận nói sau khi sống lại nhân vật sẽ xuất hiện tại thành thị đã đăng ký hộ khẩu muốn đến khu luyện cấp phải mất một lúc mà sao anh tạch vậy liễu phi thắc mắc mà tiêu vân u ám thực ra thua một ván cũng chẳng phải là chuyện bẽ mặt gì bọn họ đều là tuyển thủ chuyên nghiệp dù có là kiệt hy đại thần cũng không thể đảm bảo toàn thắng trong suốt mùa giải được nhưng đây lại là game online, họ tự gắn mắc tuyển thủ chuyên nghiệp, so với người chơi bình thường, sự tồn tại của họ giống như thần vậy. Thần bị người diệt, mặt mũi của thần còn biết để chỗ nào nữa. Tiểu Kiệt, em hẳn đã thấy được nhỉ, cô nàng liễu phi này thật sự khiến người ta đứng hình mà, nhìn thấy Tiêu Vân không muốn nói, liền chạy đến hỏi Cao Anh Kiệt đã có mặt lúc ấy. Cao Anh Kiệt bị điểm danh, đành phải bất đắc dĩ trả lời, hình như là che ảnh bước. Che ảnh bước, Chu Diệp Bách và Liễu Phi đều cực kỳ kinh ngạc, đồng thời quay đầu nhìn Tiêu Vân đang trương ra bộ mặt cao có. Có thể diệt Tiêu Vân Anh bởi che ảnh bước, còn chẳng phải là cao thủ có tiêu chuẩn như đội trưởng sao. Liễu Phi thốt lên, em thì biết cái gì, hắn ta là tán nhân, kỹ năng cực kỳ hỗn tạp, trong giai đoạn đầu sẽ chiếm ưu thế rất lớn. Tiêu Vân không thể không thanh minh cho bản thân vài câu. Có điều, lời giải thích này chính hắn cũng cảm thấy quá yếu ớt, ai trong tuyển thủ chuyên nghiệp lại không hiểu được che ảnh bước chẳng hề liên quan đến kỹ năng, mà nó thể hiện kinh nghiệm, kỹ thuật phán đoán và một vài thao tác chuẩn xác của người chơi. Không lẽ quân mạc tiếu nọ là đội trưởng? Liễu Phi thắc mắc, em nghĩ lung tung gì đó? Chu Diệp Bách nói, Kiều Nhất Phàm ngồi yên lặng một bên, ở trong đội, cậu mãi mãi chỉ là người lắng nghe, trừ những lúc ở một mình cùng Cao Anh Kiệt, thì khi khác vốn chẳng có cơ hội cho cậu mở lời. Lúc này cậu đang gõ bàn phím, tựa như những chuyện này chẳng liên quan gì đến mình. Đội trưởng bảo tụi mình giết người này một lần mà Chu Diệp Bách nhắc nhở mọi người chớ quên nhiệm vụ mà đội trưởng đã giao. Chẳng lẽ đội trưởng cũng biết sự lợi hại của tên này, cho nên mới muốn thử thách chúng ta? Liễu Phi nói, mọi người đều im lặng, mặc kệ nói thế nào đi nữa, lý do là gì cũng không quan trọng, quan trọng chính là đây quả thật là nội dung luyện tập mà đội trưởng đã giao cho họ. Kết quả hiện tại quân Mạc Tiếu vẫn chưa chết, mà còn giết luôn người dẫn đầu tiêu vân của bọn họ, đã vậy lại dùng chiêu thức khiến người ta buồn bực vô cùng hiện tại ngay cả bọn chúng ở đâu cũng không biết chu diệp bách nói hỏi người của trung thảo đường đi liếu phi nhìn về phía tiêu vân tiêu vân lúc này quả thật chẳng còn để mắt đến thằng nào cả chỉ muốn tìm cái bao cắt luyện quyền anh mà thôi cái con nhỏ Liễu phi chết tiệt này nhiều chuyện thế không biết bỏ nhỏ vào bao cắt đấm vài cái còn đã ghiền hơn nhiều tiêu vân thầm nghĩ ấy hình như bọn họ đuổi đến rồi tiêu nhất phàm đột nhiên kêu lên chỉ có mình cậu vẫn nhàm chán nhìn đông ngó tây trong trò chơi thôi Ba người khác cũng vội vã chuyển góc nhìn, quả nhiên thấy nhóm năm người của quân Mạc Tiếu. Ý, hình như là mấy tên vừa nãy. Bên phía bọn Diệp Tu cũng đã có người phát hiện ra cho Nguyệt và Diệp Lạc ô đề, riêng đêm trắng ngày đêm và thiên sứ xa ngã thì bọn họ chưa có cơ hội quen biết. Còn hai người nữa, là chung nhóm cả nhì. Điền thất nói, những người này muốn làm gì? Đường Nhu hỏi, hôm qua tự nhiên bị người ta khiêu chiến, kết quả hôm nay lại tiếp tục gặp phải chuyện này. Hôm qua rốt cuộc để người chạy mất, hôm nay lại vẫn không bắt được, nhất là nhìn thấy Diệp Tu Diệt xong một em, bốn người họ cùng vây một em lại đối phó không nổi, đường nhu càng cảm thấy khó chịu hơn. Cẩn thận chút, mấy tên này không đơn giản đâu. Diệp Tu nói, sao lại không đơn giản? Bánh bao sâm lấn hỏi, ông đánh với họ, bảo đảm còn sướng hơn đánh thắng trong đấu trường. Diệp Tu đáp, thế còn chờ gì nữa? Bánh bao sâm lấn tay trái cầm cát, tay phải cầm gạch, chuẩn bị nhào lên. Chương 131, đấu pháp vật chắn. Mai Cốt Chi Địa trông khá trống trải, nhìn chung toàn bộ bản đồ, cảnh vật chủ yếu ở nơi này là bia mộ, quan tài đá và cây khô. Bốn người vi thảo không thẹn với danh tuyển thủ chuyên nghiệp, vừa thấy đối thủ đuổi đến, lập tức chiếm trước địa hình có lợi. Hiện tại có cả bốn người họ, nếu lúc này còn muốn chạy trốn thì hết nói nổi rồi. Bốn nhân vật mỗi người đều có vị trí chạy, lựa chọn hướng của riêng mình, nhưng nhìn chung lại không hề mất đi sự phối hợp. Diệp Tu xem thấu trong mắt, vội ngăn cản bánh bao xâm lấn lại, đừng cuống cục gạch của tôi chờ hết nổi rồi. Bánh bao sâm lấn nói, lần này là trận chiến đoàn đội chân chính. Diệp tu nói, có từng xem qua trận đấu trong liên minh chuyên nghiệp chưa? Bánh bao sâm lấn đương nhiên đáp không, điền thất nói có, Nguyệt Trung Nguyên bảo nhảm nhí, đường nhu không hề hé răng, cô chỉ mới xem trọn vẹn có một lần, không biết có được tính là có xem hay không. Nhớ rõ vị trí của họ, chúng ta phá tan từng người. Diệp tu nói, cao thủ đại ca, ông cứ an bài đi điền thất nắm tay. Đứng hình chữ thập, Bánh bao ở phía trước, điền thất bên trái, tiểu nguyệt nguyệt ở giữa, hàn yên nhu phía sau, tôi đứng bên phải. Mọi người đi theo tôi, giữ cách di chuyển toàn thể, đừng đi lung tung. Diệp tu nói, nguyệt trung nguyên để ý xưng hô tiểu nguyệt nguyệt nên cố ý không phối hợp, nhưng gã là người đứng giữa, những người khác đều lấy gã làm trung tâm, bốn người kia tức thì cũng đứng vững xung quanh, bất kể gã có phối hợp hay không. Quân mạc tiếu di động, bốn người vội vàng bắt kịp, Thiên sứ xa ngã của Liễu Phi lúc này đã giấu mình sau một cổ quan tài đá, đối với chức nghiệp tấn công từ xa như hệ xạ thủ, lợi dụng vật chắn để quần nhau với đối thủ là kỹ xảo hay dùng. Có điều lợi dụng vật chắn vừa có lợi lại vừa có hại, khi bản thân ẩn núp thì cũng bị vật chắn cản trở góc nhìn, không thể hiểu biết đầy đủ toàn cuộc. Nhưng trong đoàn đội, chỗ thiếu hụt này lại được giấu đi, đội viên có thể dùng cách trao đổi tin tức để biết rõ những gì mình nhìn không thấy. Đêm trắng ngày đen và cho nguyệt không tính là nghề đánh xa, có điều lúc này ai cũng đi tìm vật che chắn để tránh né trao nhau góc nhìn của riêng từng người trong cả bốn tình cảnh rõ ràng tuyển thủ chuyên nghiệp rốt cuộc cũng có dáng dấp của tuyển thủ chuyên nghiệp loại đấu pháp lấy thủ làm công này vận dụng cũng khá thành thạo rồi năm người của đối phương dùng trận chữ thập lưu manh trước quyền pháp trái kiếm khách giữa pháp sư chiến đấu sau quân mạc tiếu phải đêm trắng ngày đêm tổng kết chỗ đứng chỗ đứng của đối thủ cho mọi người phương hướng đi tới phía nhất phàm cao anh kiệt nói a à, Kiều Nhất Phàm thoáng hồi hộp, Phi Phi lên thu hút sự chú ý của họ đi. Chu Diệp Bách dứt lời, lúc này Tiêu Vân không có ở đây, gã tạm thời chỉ huy đội ngũ. Ok Liễu Phi đáp, bất ngờ thực hiện một thao tác, thiên sứ xa ngã lăn mình xuất hiện sau một cổ quan tài đá, ngồi xổm vươn súng định bắn. Đùng, một tiếng súng vang lên, chán của thiên sứ xa ngã máu bắn tung tóe. Liễu Phi kinh hãi, cô không hề nghĩ rằng người chúng đạn trước lại là mình. Trong trận bày ra của đối thủ, trong tay quân Mạc thiếu nhấc lên thứ gì trông như chiếc ô, khói súng bốc ra từ đỉnh đầu sau khi viên đạn đã bay ra. Sự công kích của viên đạn gây ảnh hưởng đến thân hình của nhân vật. Phản lực của pháo cầm tay là lớn nhất, đạn pháo gây chấn động cũng cực mạnh, tiếp đến là súng dài, kém nhất chính là nỏ cầm tay. Viên đạn công kích của Ô Thiên Cơ thuộc cùng cấp bậc với súng dài, lúc phát động không thể nhanh bằng súng lục hay nỏ, nhưng lực tấn công lại mạnh hơn. Thiên sứ sa ngã sau khi trúng đạn thì thân hình liền lảo đảo một súng vốn định tập kích bất ngờ của Liễu Phi đương nhiên bị bắn bay, nhưng làm một tuyển thủ chuyên nghiệp, chút năng lực điều chỉnh đương nhiên phải có. Liễu Phi vừa khống chế vị trí di chuyển của Thiên sứ Sa ngã, vừa chuẩn bị bắn tiếp. Đùng, tiếng súng thứ hai vang, máu lại văng ra từ người Thiên sứ Sa ngã, thân hình bị đánh nghiêng, đòn đánh trả của cô lại bị bắn bay. Liễu Phi càng thêm giật mình, thời cơ nhắm bắn của đối thủ quả thực quá chuẩn, đúng ngay thoáng chốc trước khi cô kịp đưa ra lệnh tấn công. Nếu bắn sớm một chút. Liễu Phi có thể có thời gian điều chỉnh thân thể của mình sau khi chúng đạn, không để một súng kia bắn nghiêng. Nếu muộn một chút, vậy đương nhiên chẳng cần nói nữa. Viên đạn của Thiên sứ Sa ngã đã bay ra rồi, mỗi người sẽ bị lạc khỏi vị trí. Kết quả hai viên đạn của đối phương lại bắn đến vào lúc đạn của Thiên sứ Sa ngã chỉ chớp mắt sẽ bay ra khỏi nòng, làm Liễu Phi muốn điều chỉnh cũng không còn cơ hội nữa. Chuyện nắm bắt thời cơ chuẩn xác này làm một thiện xạ, Liễu Phi càng hiểu chỗ khó khăn trong đấy cô vẫn cảm thấy đấy chỉ là một truyền thuyết tồn tại trên mặt lý thuyết, nhưng hiện tại bản thân lại bị bắn đến hai lần như thế. Trận chữ thập năm người của đối phương cũng đã điều chỉnh mục tiêu tiến lên, xông về phía cô. Mặc kệ thế nào thì mục đích hấp dẫn sự chú ý của đối phương đã đạt được rồi. Liễu Phi không dám dây dưa bên ngoài nữa, vội vàng chạy trốn đến một vật che chắn khác để tránh né. Đùng đùng, lại hai phát súng liên tiếp, bắn trúng bia mộ mà thiên sứ sa ngã đang che thân, bắn đá vụn bay tán loạn. Hơn nữa còn nghe được một tiếng trầm đục, hình như có thứ gì đập lên bia mộ, nghe không giống tiếng đạn. Liễu Phi cảm thấy băn khoăn, không dám thỏ đầu ra nữa. Không đúng không đúng, không nắm được góc độ, thấp hơn, Diệp Tu dù đang bận vẫn ung dung dậy bảo bánh bao xâm lấn, góc ném của một đòn tập kích gạch vừa rồi không đúng. Khoảng cách hình như không đủ, bánh bao xâm lấn hỏi, có thể nhảy lên kéo dài khoảng cách bay của gạch á? Diệp Tu nói, đúng nha, bánh bao xâm lấn kêu lên. Một tiếng bộp vang lên, lại có thứ gì đó đập thẳng vào bia mộ, tiếng động vang ngay bên tai, nghe thật rõ ràng, dọa Liễu Phi nhảy dựng lên. Cái gì vậy? Liễu Phi hỏi đồng đội. Cục gạch, người nhìn thấy chỉ đành bất đắc dĩ nói. Cục gạch, hắn đang luyện góc tung gạch của tập kích gạch, sau đó vừa hay ném chúng bia mộ phía sau em. Chu Diệp Bách bảo, luyện, luyện tập, Liễu Phi hết nói nổi luôn, đây rốt cuộc là tình huống gì đây? Bộp, lại một gạch đập chúng, đập đến bia mộ cũng rung rinh, cứ như sắp đổ nát bất cứ lúc nào. Một gạch tiếp một gạch, mật độ không tính quá cao, dù sao đây cũng không phải công kích thường, đây là kỹ năng có thời gian đóng băng. Cô đương nhiên biết thời gian đóng băng của tập kích gạch là bao nhiêu, vốn tính tính thời gian chờ đợi rồi, nhưng cục thứ tư lại chậm chạp không tới, Liễu Phi để thiên sứ sa ngã lén thỏ đầu ra dòm thử, kết quả mới vươn nửa đầu ra, một cục gạch bộp ngay Thái Dương, mắt nổ đom đóm, bị ném ra trạng thái choáng váng. Tiếp đấy lại nghe tiếng súng đùng đùng vang lên lại bị quân mạc tiếu kia cho hai súng, liễu phi muốn tránh cũng không được, thiên sứ sa ngã đang choáng váng đấy, nửa cái chán còn lộ bên ngoài kia. Ném chung ư, tôi ném chúng rồi ư, rõ ràng cả năm đã lại gần cô, thậm chí liễu phi còn nghe thấy tiếng nói chuyện của đối phương. Không có, tự cô ta thò đầu ra nên ông mới có thể ném chúng thôi, nếu không lại hụt rồi. Diệp tu nói, cái đứa đần này thò đầu ra làm gì, bánh bao sâm lấn hỏi. Nãy ông chậm chạp quá, Người ta chờ lâu nên sốt ruột diệp tu nói: "Ha ha ha, cô ấy yêu gạch của tôi rồi, bánh bao sâm lấn đắc ý hả hê. Mấy người chỉ đứng nhìn thế à, Liễu Phi tức giận vô cùng, chẳng muốn gửi tin nữa, trực tiếp gào thét. Ha ha, bọn anh đến đây, bánh bao sâm lấn thế mà còn trả lời." Liễu Phi xém chút tức đến xỉu luôn, tiếng gào thét vừa rồi của cô đương nhiên không phải nói với năm người này, chẳng qua nhất thời nóng lòng nên cô chẳng quan tâm việc nhắn tin gì nữa. Tuy rằng nếu cách quá xa trong trò chơi thì đội viên có thể nghe không được, nhưng đừng quên lúc này bốn người đều ở cùng một nơi, một tiếng giống này của Liễu Phi xuyên thẳng đến tai nghe của ba thằng, giống đến cả đám giật cả mình, kết quả thế mà nhận được câu trả lời từ bánh bao xâm lấn. "Đừng nóng vội." Chu Diệp Bách trầm giọng bảo, Liễu Phi vốn là quân cờ dẫn dắt sự chú ý của đối phương, tuy dường như phải chịu chút áp lực, nhưng mục đích ban đầu đã đạt được rồi, năm người đang dần xuất hiện trong phạm vi mà gã mong muốn. Tiểu Kiệt chuẩn bị Chu Diệp Bách nhắc nhở Cao Anh Kiệt, "Vâng." Cao Anh Kiệt đáp lời. Kiều Nhất Phàm cảm thấy lẻ loi, cậu cũng là một phần của đội ngũ, thế nhưng phối hợp lại không có phần của cậu, trong chiến thuật chẳng biết cố tình hay vô ý, tóm lại chỉ mình cậu bị xem nhẹ. Cho Nguyệt vốn trốn đằng sau một tấm bia mộ, nhìn tấm bia mộ đại diện cho cái chết lạnh lẽo kia, Kiều Nhất Phàm lại chẳng biết nên làm gì cho tốt. Có điều, cảm giác này cậu đã quen rồi. Ra tay Chu Diệp Bách đột nhiên ra lệnh một tiếng, đêm trắng ngày đen của gã và Diệp Lạc Ô Đề của Cao Anh Kiệt xuất hiện từ hai bên trái phải. Diệp Lạc Ô Đề vung tay áo chuẩn bị tung áo choàng bóng đêm trói năm người, Chu Diệp Bách chờ áo choàng của Diệp Lạc Ô Đề xong sẽ lập tức mở quỷ trận ra quỷ trảm. Chức nghiệp như quỷ kiếm sĩ, theo giới thiệu nghề của Vinh Quang, chủ yếu là tạo kết giới, triệu hồi quỷ thần đến để hỗ trợ trận. Mà loại kỹ năng này được xưng là quỷ trận, bất kể một người hay đoàn đội đều mang đến tác dụng hỗ trợ rất mạnh mẽ. Đêm trắng ngày đen là quỷ kiếm sĩ cấp 26, đã có thể triệu hồi quỷ thần đao hồn đầu tiên. Sau khi đao hồn xuất hiện, tất cả nhân vật cùng đội trong kết giới có thể gia tăng thuộc tính sức lực và trí lực. Đương nhiên, đây chỉ giới hạn trong kết giới thôi, ra khỏi quỷ trận sẽ không còn tác dụng nữa. Nếu có thể mang theo sức lực của quỷ thần bên người, thế thì quỷ kiếm sĩ là vô địch thiên hạ mất rồi. Áo choàng bóng đêm của ma đạo học giả trói người ngã xuống đất, lợi dụng kẻ hở này mở quỷ trận, sau đó cố hết sức gây sát thương cho đối thủ trong kết giới, kế hoạch của Chu Diệp Bách chính là như vậy. Lúc này chỉ chờ áo choàng bóng đêm của Diệp Lạc Ô để thành công. Ai ngờ Diệp Lạc Ô Đề đang phất tay áo ra kỹ năng, một đường ánh sáng đã sớm bay đến. Không ai có thể nói rõ là người nào ra tay trước. Lấy phản ứng và thao tác của Cao Anh Kiệt, trong chuyện cướp đoạt thời gian, cậu ta cảm thấy mình sẽ không bại bởi bất kỳ kẻ nào, nhưng bây giờ, quả thực kỹ năng của đối thủ đã tới trước. Ánh kiếm của rút đao chảm chém thẳng vào mặt, Cao Anh Kiệt kinh ngạc, chỉ đành lựa chọn né tránh. Dẫu có kiên quyết chịu kỹ năng này, áo choàng bóng đêm của cậu ta cũng không thể dùng được nữa, kế hoạch của cậu ta và Chu Diệp Bách vậy mà bị phá giải dễ dàng như thế. Người ra chiêu không phải quân mạc tiếu, rõ ràng là Nguyệt Trung Nguyên. Có điều một kiếm này là do được Diệp Tu nhắc nhở. Lúc Diệp Tu bảo gã ra tay, gã thậm chí không thấy mục tiêu đâu, một kiếm này chẳng khác gì nhắm mắt đánh đại. Kết quả chiêu này vừa ra một nửa, đã thấy Diệp Lạc Ô để tự mình nhảy ra. Đừng nói cao anh Kiệt, ngay cả người ra tay lúc này như Nguyệt Trung Miên cũng kinh ngạc không kém cậu ta. Trong mắt của Nguyệt Trung Miên, đây không phải chính mình chém ra, mà có thằng ngu nào tự động nhảy ra nhào vào kiếm. Tai hại của đấu pháp dùng vật chắn, dù có sự hỗ trợ của việc trao đổi góc nhìn, cũng chỉ là mọi người thay phiên nhau trinh sát rồi trao đổi tình báo để hạ thấp nguy hiểm, với việc hiểu biết hoàn cảnh ngay lập tức thì vẫn còn kém lắm. Chương 132: Toàn đội bị diệt, áo choàng bóng đêm không thể phát huy được gì. Chu Diệp Bách cũng không tiện dùng Quỷ Trận. Quỷ Trận không phải kỹ năng trong chớp mắt, mà là kỹ năng phóng thích, phải niệm phép, cứ lộ liễu phóng thích nhất định sẽ bị cắt ngang. Quỷ Trận không thể dùng trắng trợn, thế mà đêm trắng ngày đen của gã lại lộ liễu đứng ra. Vừa thấy kế hoạch bị phá, vội vã giơ đao ra chiêu Quỷ Trảm. Quỷ kiếm sĩ cũng không phải chỉ có thể phóng Quỷ Trận để phụ trợ, đương nhiên cũng có một ít kỹ năng công kích. Tuy Quỷ Trảm là một kỹ năng cấp thấp, nhưng sức tổn thương trực tiếp cũng khá mạnh, chỉ là lúc thu chiêu lại rất chậm kẽ hở lớn đến chí mạng. Nhưng Chu Diệp Bách cũng đoán chắc được cự ly, nghĩ mình có đủ thời gian để thu chiêu nên lúc này mới bạo dạn đánh tới một kích. Có rất nhiều kỹ năng của quỷ kiếm sĩ tự nhiên đã là thuộc tính hắc ám, quỷ chảm là một trong số đó, và trong bầu không khí ở Mai Cốt Chi Địa thì lại khá hợp. Đường kiếm màu tím sậm dáng xuống như sấm chấp, một luồng sát khí lạnh lẽo, khí thế phi phàm. Chỉ tiếc, hướng đêm trắng ngày đen xuất hiện, vừa hay đối diện góc phải của trận chữ thập, là quân mạc tiếu trong năm người quỷ trảm bổ tới, ô thiên cơ trong tay quân mạc tiếu đột một đỡ đến. Không biến hóa dư thừa, quả thực đang nhào đến thật sự, chiếc ô chân chính là một chiếc ô. Chu Diệp bách ngẩn ra, ở trong mắt gã, hình thái này, cách dùng này, đương nhiên sẽ không cảm thấy đây là chiếc ô nữa, trong mắt gã đấy rõ ràng là một mặt khiên. Tấm khiên ngoại trừ cường hóa phòng ngự và hấp thụ thương tổn, nhưng trọng yếu hơn chính là năng lực chống đỡ mạnh mẽ với các trạng thái như đánh ngã, đẩy lùi, đông cứng, treo lơ lửng, xuất huyết choáng váng vân vân. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là bạn phải dùng tấm khiên để chặn công kích của đối thủ đã. Sở dĩ từ góc độ này mà suy xét, tấm khiên ngoại trừ thuộc tính số liệu, diện tích lớn nhỏ cũng là một chỉ tiêu quan trọng gây ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng. Nhưng diện tích lớn đồng nghĩa với thể tích lớn, mà thể tích lớn đồng nghĩa trọng lượng không nhỏ, trọng lượng không nhỏ thì sức nặng của vật sẽ tăng lên, mà sức nặng của vật lại có quan hệ dây mơ dễ má với tốc độ di chuyển, tốc độ công kích, độ cao của cú nhảy, và vân vân thế nên việc lựa chọn thế nào cũng rất quan trọng tấm khiên vốn là trang bị có trọng lượng cực lớn cứ thêm một vòng khiên thì trọng lượng tấm khiên không chỉ tăng một chút nhưng nếu một mực truy cầu một tấm khiên lớn mà khiến cho chính bản thân chậm chạp như rùa thì chắc chắn không được đâu lúc này ô thiên cơ của quân mạc tiếu khẽ chống đỡ chu diệp bách thấy tấm khiên này quả thật lớn đến vô sỉ quỷ trảm của a đêm trắng ngày đen chém trúng ô thiên cơ gã liền phát hiện quân mạc tiếu sau khi bị chém phải lùi ra sau chút Quỷ trảm có một chút hiệu quả công kích thổi bay, nhưng không thể thổi mạnh, một tấm khiên cấp 25 hoàn toàn có thể triệt tiêu hiệu quả thổi bay ấy. Thế nhưng tấm khiên này của quân Mạc Tiếu, sau khi bị quỷ trảm bổ chúng, dù không thể thổi bay người, nhưng lại sinh ra hiệu quả đẩy lùi. Chu Diệp Bách nhìn thấy, lập tức biết tấm khiên này tuy rằng diện tích lớn, thế nhưng trọng lượng cực nhẹ, cho nên hiệu quả chống lại mới kém thế. Loại khiên hạng nhẹ này không những chống đỡ kém mà độ bền của tấm khiên còn rất thấp nếu sử dụng nó thì độ bền sẽ tiêu hao rất nhanh, không thể so được với bất kỳ thứ gì. Nhìn tấm khiên hạng nhẹ trong tay quân mạc tiếu đến hiệu quả thổi bay của quỷ trảm cũng không thể đỡ hết được. Chu Diệp Bách đoán chừng nếu để kỵ sĩ làm em ti cầm tấm khiên này, dám một cái phó bản cũng không qua nổi. Chu Diệp Bách phán đoán không sai chút nào. Ô thiên cơ ở hình thái khiên cũng chỉ nặng 2,3 kg, độ bền chỉ có 23, đối với một tấm khiên thì đây quả thực là một số liệu chẳng ăn nhập tí nào. Nhưng thuộc tính của tấm khiên này lại không hề kém, ô thiên cơ hình thái khiên cấp 25, cường hóa phòng ngự là 24% và hấp thụ thương tổn là 16%, tương đương với tấm khiên cấp 35. Hình thái khiên của ô thiên cơ sau khi được nâng cấp 2 lần bởi tơ nhện cường lực và lông sói trắng đã đạt được thuộc tính của cấp 25. Ô thiên cơ cản lại chiêu quỷ chảm này, vẫn phải bị một chút thương tổn. Sau khi ăn phải chiêu thức nọ, bề mặt của ô thiên cơ lập tức thu về phía trước, thậm chí trong khoảng khắc ấy chợt có cảm giác như những đường kiếm của chiêu quỷ trảm bị hút vào mặt ô. Mặt ô thu ngược phía trước rồi biến thành hình thái chiến mâu, đâm thẳng về phía đêm trắng ngày đen. Chu Diệp Bách là tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng đây là lần đầu nhìn thấy kiểu biến hóa này, kết quả thời gian tính toán thu chiêu quỷ trảm của gã không đủ dùng, còn đang tạo dáng đã bị quân mạc tiếu đâm mâu tới. Hàn Yên Nhu của Đường Nhu cũng bắt đầu ngay lúc này, dáng dấp so với Vân Tiêu trước kia sao mà giống nhau, cũng là lưng mang bảy cái huyễn văn hệ băng. Nhưng vân tiêu của Tiếu Vân lúc đó xui xẻo mất 30 giây mà vẫn không thể đánh trúng quân Mạc Tiếu, từng cái từng cái huyễn văn hệ băng đều bị bỏ lỡ, còn bấy giờ Hàn Yên Nhu lại đến tiếp sức cho cú Long Nha gây đông cứng của quân Mạc Tiếu vừa rồi, cũng dùng Long Nha, huyễn văn băng bay ra, đêm trắng ngày đen đang bị đông cứng vốn không thể né tránh, bị huyễn văn băng đập cho mặt nở đầy hoa, trên người lập tức tỏa ra khí lạnh, rơi vào trạng thái giảm tốc độ. Đối với mỗi Diệp Tu, Chu Diệp Bách đã chẳng phải đối thủ, huống chi lúc này hắn còn cùng Đường Nhu liên thủ. Diệp Tu chỉ đạo, đường nhu đánh theo, đánh cho sinh mệnh đêm trắng ngày đen của Chu Diệp Bách trôi đi như nước. Quỷ kiếm sĩ cũng không phải là chức nghiệp có khả năng phòng ngự cao, người mặc giáp phải, yếu như pháp sư. Bảy cái huyễn văn băng liên tiếp bay lượn về phía đêm trắng ngày đen, huyễn văn tự động lùng theo dấu vết để công kích, muốn tránh, trừ phi là dùng công kích đánh rớt. Chu Diệp Bách luống cuốn tay chân, bảy cái huyễn văn băng cuối cùng chỉ đánh rớt được hai cái, ăn chọn năm cái kia. Cũng may huyễn văn thuộc về công kích pháp thuật, Tuy phòng ngự vật lý của quỷ kiếm sĩ mỏng manh như vải, phòng ngự pháp thuật lại thuộc cấp bậc pháp sư. Biên thất, Nguyệt Trung Nguyên và bánh bao sâm lấn lúc này sớm đã được Diệp Tu đưa chỉ thị xông tới. Quân mạc tiếu của Diệp Tu trở tránh sang bên cạnh, một chiêu viên vũ côn ngẫu nhiên đâm lên người đêm trắng ngày đen, người bị tung lên rồi ném ngã. Bên này Nguyệt Trung Nguyên lập tức nhảy đến vị trí lúc đầu của quân mạc tiếu, phối hợp thoạt nhìn có chút phụng về. Nhưng lúc đêm trắng ngày đen ngồi dậy, mới hay mình đã rơi vào giữa trận đồ chữ thập năm người, bị bốn người cùng nhau vây giết. Tất cả diễn ra trong nháy mắt, Cao Anh Kiệt vội vã thao túng Diệp Lạc Ô để cưỡi trỗi bay tới, quân mạc tiếu của Diệp Tu sớm đã ngăn cản trên cao. sắc phấn xua tan, ô thiên cơ của quân mạc tiếu lại y như cầm ô bình thường, nhàn nhã chống đỡ. Sau khi cản được phấn xua tan lại thu ngược mặt ô, vừa hay móc luôn Diệp Lạc Ô để đang lướt trên đỉnh đầu vào, Cao Anh Kiệt có phản ứng nhanh cũng rơi vào cái bẫy này. Tiếp tục lại là viên vô côn, một cú ném lật người đã khiến Diệp Lạc Ô để bị ném vào chính giữa trận đồ chữ thập, cùng đêm trắng ngày đen lưng kề lưng bị người ta vây đánh. Thiên sứ xa ngã của đồng chí Liễu Phi khó khăn chờ đợi các đồng chí khác đến trợ giúp. Kết quả cô sắp biến thành nhòn vọng phu mà người vẫn không đến kịp, Chu Diệp Bách và Cao Anh kiệt kẻ trước người sau bị rơi vào lưới như đánh bắt cá mất rồi. Liễu Phi cảm thấy không ổn, lại chợt phát hiện thân hình quân mạc tiếu dường như lóe lên, vừa mới hoảng hốt, thì phía sau đã dính chiêu lạc hoa trưởng, thiên sứ sa ngã bị đánh bay đi, bên kia hẳn yên nhu nâng mâu đâm xiên lên, xiên cô vào giữa lưới luôn. Chỉ bằng bốn người đường nhu bọn họ, muốn xoay ba tuyển thủ chuyên nghiệp như thế vốn là chuyện không thể nào, nhưng có Diệp Tu chỉ huy, hơn nữa sau khi Diệp Tu hoàn thành nhiệm vụ thì tự mình dấn thân vào cuộc, ba người thực sự khóc không ra nước mắt. Tuyển thủ chuyên nghiệp ấy à, giờ phút này ba người không cảm nhận được điều đó. Bất luận có là Chu Diệp Bách và Liễu Phi với kinh nghiệm thực chiến chính quy, hay là ngôi sao tương lai thiên phú hơn người như Cao Anh Kiệt, đều là những chú cá nhỏ rơi vào trong lưới, quyền cước, cục gạch, kiếm, mâu, súng, muốn cái gì có cái đó. Ba người đều đang tìm cơ hội lao ra, lại càng không để ý tới thân phận mà gào thét nhắc nhau, nhưng không biết tại sao, đối phương dường như luôn có thể nhìn thấu ý đồ của họ, thường nhanh chóng khắc chế thủ đoạn của họ trước họ một bước. Ba người toàn bộ bó tay, đêm trắng ngày đen của Chu Diệp Bách là một trong ba nhân vật phòng ngự thấp nhất, là người đầu tiên bị làm thịt, cuối cùng cũng là người đầu tiên ngủm cu đèo Chu Diệp Bách phẫn nộ đến đập luôn bàn phím, xoay chuyển ánh mắt, đột nhiên nhớ tới một điều, có chút giận dữ mà quát nhất phàm cậu chết ở đâu rồi. Kẻ bị lãng quên, cho nguyệt của kiều nhất phàm kỳ thực vẫn ngơ ngác đứng yên một bên. Đồng đội cậu không hề gọi cậu đến phối hợp, vì vậy đối thủ cũng không bận tâm đến cậu. Mắt thấy ngay cả Cao Anh Kiệt cũng bị đối phương dễ dàng cho vào lưới, Kiều Nhất Phàm thực sự không biết mình còn có thể làm gì. Lúc này nghe được tiếng rít gào của Chu Diệp Bách, cũng chẳng thèm quan tâm mình có năng lực hay không, mù quáng xông thẳng lên. Kết quả đương nhiên là đại bi kịch, tài nghệ của cậu kém nhất trong bốn người, ở trước mặt Diệp Tu sao có thể làm được gì chứ? Sau khi ở chính diện chống đỡ vài đòn xong, trong lúc hoảng loạn đã bị quân mạc tiếu ném vào vòng vây, xem như thay ca cho Chu Diệp Bách. Chu Diệp Bách bất đắc dĩ thả người ngồi xuống ghế, gã giống kiều nhất phàm cũng chỉ để phát tiết một chút, gã làm sao thật sự đi trông cậy vào tên này chứ, huống chi trong lúc giống mình cũng đã chết rồi lúc này ngay cả vân tiêu vốn đang chạy về hướng này cũng ngừng lại tiêu vân ngơ ngác nhìn màn hình của các đồng đội ở bên cạnh yên lặng không nói nhìn từng người một bị đối phương giết chết toàn đội bị diệt tuy rằng người trước đứa sau nhưng cả năm người đều từng chết một lần lại là sự thật năm người ngồi trước màn ảnh ngoại trừ tiêu vân ai nấy tự ngắm nhìn thi thể của mình tất cả mờ mịt năm người của quân mạc tiếu vẫn còn ở gần đó bọn họ hẳn là đang nói cái gì đó đáng tiếc biến thành xác chết sẽ tự động bị cắt hết âm thanh Lúc này nghe không được bất luận giọng nói hay âm thanh gì ở xung quanh nữa, thực sự yên tĩnh như đã chết, tựa như tâm tình năm người lúc này cũng thế. Này, một mình thiếu Vân thất bại, nghĩ còn có thể miễn cưỡng giải thích, nhưng bây giờ, cả bốn người bị đối phương đánh đến diệt đoàn, việc này thực sự rất khó nói. Tuy rằng bọn họ chỉ là đội dự bị của câu lạc bộ, hai người còn không có kinh nghiệm thi đấu chính thức, thế nhưng, bọn họ chung quy vẫn là tuyển thủ chuyên nghiệp, năm người cũng đã có thể đại diện cho câu lạc bộ đánh một trận so tài đoàn đội. Nhưng bây giờ, trong trò chơi, đánh đoàn đội, đối phương một người cũng không chết, cả đội của họ lại bị diệt sạch, đây có là đang đánh liên minh chuyên nghiệp thì cũng không thể thua thảm như vậy. Đáng ghét ha, thiện xả cấp 27, không có nhiều kỹ năng, đánh không quen Liễu Phi là người thứ nhất mở miệng, quả là cách nghĩ của phụ nữ, trước tiên phải tìm một cái cớ để vin vào. Ừ, là có hơi, Chu Diệp Bách miễn cưỡng cũng vin vào cái cớ nọ một chút. Anh đã bảo mà, Tiêu Vân trên mặt đã viết rõ ràng là cuối cùng tụi bay cũng hiểu rồi đấy. Cao Anh Kiệt và Kiều Nhất Phàm lại không nói gì cả. Cao Anh Kiệt là một đứa trẻ có nội tâm thật thà, cảm thấy xấu hổ khi mượn cớ ngụy biện như thế. Về phần Kiều Nhất Phàm, lấy cớ này để lấy lại thể diện. Cậu cười khổ, thể diện là cái gì? Cậu thậm chí chưa từng có cái đó. Chương 133, suy xét trình độ. Một đêm này, nhóm dự bị vị trí của câu lạc bộ Vi Thảo thật sự không nỡ ngủ. Bọn họ không còn tập hợp đi tìm đám người quân Mạc Tiếu gây phiền toái nữa. Tuy ai nấy đều lấy cớ nhân vật cấp thấp kỹ năng không đủ, chưa kịp thích ứng, nhưng trong lòng biết rõ không phải như vậy. Họ là tuyển thủ chuyên nghiệp đấy, chưa kịp thích ứng đã bị một đội người chơi trong game online làm cho diệt đoàn ư. Vậy thì tuyển thủ chuyên nghiệp cũng chả có giá trị gì rồi. Ngày tiếp theo, nhóm dự bị và chủ lực của câu lạc bộ vi thảo lần lượt chạm mặt, chào hỏi ở phòng huấn luyện. Làm tuyển thủ chuyên nghiệp, đương nhiên phải tham gia huấn luyện theo tiêu chuẩn chuyên nghiệp vào mỗi ngày. Tuy rằng không ít tuyển thủ lười biếng không thích tập huấn, nhưng ít ra ở Vi Thảo không có thành viên như vậy. Đội trưởng Vương Kiệt Hy chỉ cần chừng đôi mắt lớn nhỏ kia, một nửa đội viên ngay cả thở mạnh cũng không dám. "Oa, cậu không ngủ à?" Kiêu Nhất Phàm vừa nhìn thấy bản thân Cao Anh Kiệt đã giật cả mình, hai cặp mắt của Cao Anh Kiệt đen thùi, giống y như gấu trúc. "A." Cao Anh Kiệt đáp lại bằng tiếng lơ mơ, cũng không làm sao đáp rõ được. Kiêu Nhất Phàm lại nhìn qua, Tiêu Vân, Chu Diệp Bách Liễu Phi, nào có ai vẻ mặt tốt chứ? Được cái là tố chất tâm lý của mấy người kia cao hơn Cao Anh Kiệt cho nên không có quần thâm khoa trương trên mắt thôi. Vậy còn Kiều Nhất Phàm, cậu ta lại không hề thấy áp lực, dù sao từ đó đến giờ chẳng ai chờ mong gì ở cậu cả. Đúng 9 giờ, Vương Kiệt Hy đúng giờ xuất hiện ở phòng huấn luyện. Huấn luyện chính thức của Vi Thảo diễn ra vào buổi sáng và buổi chiều. Chuyện như huấn luyện viên hiện tại vẫn chưa phát triển ở Vinh Quang. Dù sao Vinh Quang cũng chỉ là một trò chơi xuất hiện được 10 năm, giới chuyên nghiệp cũng mới phát triển được 7 năm, tất cả mọi người xem như đang bước vào giai đoạn mò mẫm. Trong cái giới này, đám đại thần như Vương Kiệt Hy đã đạt trình độ cao nhất rồi, bất kể là lý luận hay kỹ thuật. Vậy nên vốn sẽ chẳng có ai có đủ trình độ đến chỉ bảo bọn họ. Vì thế những câu lạc bộ như Vi Thảo sẽ không phải là một đội phụ thuộc huấn luyện viên, mà là một đội nhờ cố vấn. Việc làm cực kỳ hỗn tạp, siêu tầm tư liệu đối thủ nghiên cứu chiến thuật của đối thủ cung cấp một ít vài sự lựa chọn trong chiến thuật nghiên cứu đấu pháp mới ở bản đồ đây đều là phạm vi làm việc của những kẻ cố vấn nhưng quyền lựa chọn cuối cùng lại thuộc về đội trưởng của mỗi đội nói thẳng ra giá trị tồn tại lớn nhất của những người này kỳ thật là tiết kiệm sức lực cho tuyển thủ chuyên nghiệp liên minh chuyên nghiệp vào thửa ban đầu tất cả mọi thứ đều là công việc của tuyển thủ chuyên nghiệp hiện tại câu lạc bộ đã phát triển có tài lực thế nên mới có chi phí để nâng cao nhân lực khiến tuyển thủ chuyên nghiệp có thể chuyên tâm luyện tập cho trận đấu hơn. Bấy giờ trong Liên Minh, thật sự được xưng là đội huấn luyện viên cũng chỉ có Trương Ích Vĩ và Lý Bác. Hai người đều là tuyển thủ vinh quang thời kỳ đầu, qua nhiều lần biến chuyển, hiện tại trở thành huấn luyện viên ở một câu lạc bộ nhỏ. Hai đội ngũ này, câu lạc bộ huyền bí mới gia nhập Liên Minh năm ngoái, đội ngũ nhiều người mới, trình độ không đều, khiếm khuyết kinh nghiệm, trong tay ông chủ cũng không có quá nhiều tài chính, cũng chẳng có chí khí gì, cuối cùng chỉ mời đại trương Ích Vĩ đến giúp đội ngũ Ai ngờ hiệu quả không tồi, cuối cùng ở giải đấu vòng tròn xếp thứ 17, đối với một đội ngũ mới vào liên minh, không rớt tới hai vị trí cuối cùng bị knock out đã là không tệ rồi. Có vài đội ngũ mới vào liên minh đã ném tiền đổi người, ý đồ dựa vào tuyển thủ chuyên nghiệp mà nhanh chóng nổi lên, kết quả cũng kết thúc trong u ám, chuyện như vậy cũng không chỉ mới một lần. Như vậy xem ra, huấn luyện viên quả thực là một phương thức chi phí cao trong một kỳ hạt, nhưng ít ra vốn ít, tính phiêu lưu thấp. Vì vậy năm nay câu lạc bộ Minh Thanh mới gia nhập cũng noi theo huyền bí, mới lý bác tới. Nhưng đến hiện nay, hai câu lạc bộ lại có cùng một số phận. Huyền bí năm trước xếp thứ 16 năm này trực tiếp đứng chót thứ 20, Minh Thanh tuy rằng đứng thứ 18, nhưng đội bị bọn họ đè đầu lại là ra thế, trên lý luận hoàn toàn không thể nào rơi dữ dội xuống vị trí 19 như vậy. Mà họ cũng chỉ hơn ra thế có 3 điểm mà thôi, không ai tin bọn họ có thể đè đầu ra thế rồi đá ra thế ra. Huấn luyện viên còn lâu lắm mới có thể trở thành nhân vật mang tính quyết định trong thi đấu thể thao vinh quang. Đây chỉ mới là chi thức phổ biến mà mọi người biết được trong liên minh vinh quang hiện nay. Cuộc sống của trương ích vĩ và lý bác giờ đây cũng đầy nước sôi lửa bỏng, bận chứng minh bản thân đến sứt đầu mẻ chán. Sau khi vương kiệt hy xuất hiện ở phòng huấn luyện, tiếng bàn tán xôn xao vốn còn sót lại lập tức ngừng hẳn. Các đội viên bắt đầu vội vàng tập luyện. Vương kiệt hy đi một vòng, cuối cùng đi tới chỗ nhóm dự bị, mọi người hít một hơi ngay lập tức bình thường ai nấy đều hy vọng kiệt hy đại thần có thể chú ý mình nhiều hơn mà bấy giờ lại chỉ hy vọng mình có thể tàng hình chỉ có kiểu nhất phàm là ngoại lệ cậu ta vẫn luôn là kẻ vô hình mà tối hôm qua thế nào vương kiệt hy mở miệng năm người nhìn nhau không dám trả lời cuối cùng tiêu vân ngẩng đầu lên nhìn thấy vương kiệt hy đang nhìn hắn bất đắc dĩ nói à gặp chút khó khăn thế nào vương kiệt hy hỏi bọn em tiêu vân lo nghĩ cái từ diệt đoàn này thật sự quá chán ghét không thể nói Huống chi, hắn còn chết trước, bốn người khác chết sau, chết lần lượt không phải nghĩa chuẩn của diệt đoàn. Vì thế Tiêu Vân vòng qua từ này, vừa chú ý vẻ mặt của Vương Kiệt Hy, vừa cẩn thận nói một lần. Mẹ kiếp, thật gian trá, Chu Diệp Bách và Liễu Phi vừa nghe, hối hận lúc trước sao không chủ động mở miệng. Hiện tại để Tiêu Vân nắm quyền nói chuyện, tên này kể chuyện hắn lỡ tay đầu tiên nghe khá nhẹ nhàng, còn chuyện cả bốn bị lại sinh động như thật, hơn nữa còn có ý như nếu em ở đó nhất định không để thế đâu. Chu Diệp Bách và Liễu Phi đều muốn mở miệng tranh cãi, có điều nhìn thấy vẻ mặt biến đổi khôn lường của Vương Kiệt Hy, lại không dám lên tiếng. Cuối cùng Tiêu Vân nói hết mới tổng kết lại, à, bọn em quyết định luyện tốt tài khoản cấp thấp, đêm nay lại đi tìm hắn. Nói đến nói đi, trừ bỏ chưa quen với tài khoản cấp thấp thì thật sự không tìm được cớ khác, Tiêu Vân cũng chỉ có thể bày tỏ việc này mà thôi. Vương Kiệt Hy trầm mặc hồi lâu sau đấy đột nhiên nhìn về phía Cao Anh Kiệt, Tiểu Kiệt em thấy thế nào? Ba người Tiêu Vân ghen tị cao anh kiệt có chút sợ hãi đứng lên lắp bắp nói em cảm thấy thật sự rất lợi hại cái gì rất lợi hại vương kiệt hy hỏi quân mạc tiếu kia cao anh kiệt nói lợi hại bao nhiêu vương kiệt hy hỏi cao anh kiệt liếc nhìn tiêu vân một cái bởi vì tiêu vân giản lược chuyện hắn đã trải qua cho nên không kể hắn đã bị quân mạc tiếu dùng che ảnh bước đùa chết dù rằng cao anh kiệt không hề có tâm cơ gì nhưng không đến mức chẳng rõ suy tính của tiêu vân nhưng che ảnh bước lại là một chuyện rất có thể nói nên trình độ của quân Mạc Tiếu. Cao Anh Kiệt cuối cũng chỉ nghĩ như vậy, nếu cậu thật sự lo nghĩ nhiều mà giấu giếm sự thật, cũng sẽ chẳng phải một thiếu niên không có tâm cơ nữa. Cậu nhanh chóng nói ra sự thật, em thấy anh Tiêu bị quân Mạc Tiếu dùng che ảnh bước đánh bại, sau đó bốn người bọn em lại đấu với hắn, hành động đều nằm trong tính toán của họ, em nghĩ người chỉ huy cũng là quân Mạc Tiếu. Hửm, em thấy hắn thế nào? Vương Kiệt Hy hỏi, kinh nghiệm rất phong phú, kỹ năng và công kích đều dùng đúng lúc, tất cả phán đoán cực kỳ chuẩn xác. Cao Anh Kiệt nói, em từng gặp qua ai đó lợi hại như thế chưa? Vương Kiệt Hy hỏi, Cao Anh Kiệt sướng sờ, sau một lúc mới nói chính là đội trưởng. Thế còn mấy cậu, Vương Kiệt Hy chuyển mắt, nhìn về phía những người khác, trừ bỏ anh, có từng gặp qua cao thủ như vậy chưa? Bọn Tiêu Vân nhìn nhau, quân Mạc Tiếu là một cao thủ, bọn họ cũng thừa nhận, có điều, Cao Anh Kiệt vậy mà lại bảo trừ bỏ Vương Kiệt Hy thì chưa từng thấy qua người nào mạnh như vậy, có quá không đấy? Có phải mấy cậu cảm thấy, cao thủ có trình độ giống như anh không thể nào xuất hiện ở khu mới phải không? Vương Kiệt Hy hỏi, ba người trầm mặc, Liễu Phi cũng gật đầu, bởi vì mang theo suy nghĩ thế này, nên cảm thấy quân mạc tiếu rất lợi hại, nhưng... Chỉ lợi hại mà thôi, mấy cậu không hề suy xét thật sự trình độ của hắn đâu nhỉ? Vương Kiệt Hy nói, ba người tiếp tục cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, quân mạc tiếu không phải người thường. Vương Kiệt Hy nói, hắn là, Liễu Phi nghi hoặc hỏi, 80% khả năng là Diệp Thu. Hả, mọi người kinh ngạc kêu lên, hiện tại hắn có lên mạng không? Vương Kiệt Hy hỏi, mọi người đều đang cầm nhân vật của mình luyện tập, nghe được đội trưởng hỏi, tiêu vân vội vàng thoát nhân vật, mở ớt nhỏ mà tối qua dùng ở khu 10, đăng nhập vào tìm tên quân Mạc Tiếu, gật đầu nói, đang lên. Tối qua online, giờ cũng online, là thâu đêm à, có chơi thế nào cũng không thể ngay cả buổi trưa cũng chơi, đấy hẳn là thời gian nghỉ ngơi của hắn, có lẽ buổi tối sẽ xuất hiện. Vương Kiệt Hy tính toán một chút, đột nhiên gõ tay lên bàn, tất cả tuyển thủ nghe được đều nhìn sang, tuyển thủ đang đeo tai nghe không nghe được cũng có người nhắc nhở. Sau bữa cơm chiều thêm một khóa tập huấn, Vương Kiệt Hy tuyên bố với toàn đội ngũ, khóa gì, có đội viên chủ lực hỏi đội trưởng, đánh boss, Vương Kiệt Hy nói, boss, boss gì, có người thắc mắc, boss lớn nhất trong lịch sử vinh quang, Vương Kiệt Hy nói, mọi người sướng sờ, vẫn không hiểu nổi, phục thăng, cậu đi làm một ít tài khoản đi, khu 10, trên cấp 25, chức nghiệp tương ứng với đội viên chúng ta, đội dự bị không cần. Vương Kiệt Hy phân phó, Đặng Phục Thăng là đội phó của câu lạc bộ Vi Thảo, nhân vật là độc hoạt, nghề kỵ sĩ. À, Đặng Phục Thăng lên tiếng, đứng dậy rời đi, tất cả mọi người trong phòng huấn luyện nhịn không được bàn tán xôn xao, kết quả Vương Kiệt Hy lại gõ bàn, hiện tại, tiếp tục huấn luyện. Phòng huấn luyện yên tĩnh trở lại, một lát sau âm thanh gõ phím và bấm chuột lại vang lên, không hề có chút tạp âm nào. Vương Kiệt Hy vẫn ở bên chỗ đội dự bị, hỏi, ngày hôm qua có thu hình lại không? Ai nấy ngẩn ra, liếu Phi thốt lên, đội trưởng không bảo phải thu. Chu Diệp Bách lập tức chừng mắt nhìn cô một cái, cô gái này quả thực hết nói nổi mà, dám đổ thừa đội trưởng. Kết quả ở góc sáng sủa phía xa, Kiều Nhất Phạm yếu ớt giơ tay lên nói, em có thu lại. Hửm, xem nào, Vương Kiệt Hy nhanh chóng đi sang máy tính của Kiều Nhất Phạm, Kiều Nhất Phạm cuống quyết đứng dậy nhường chỗ, chương 134, đoàn tham quan, thu hình đương nhiên được thu bởi góc nhìn của nhân vật, cả quá trình đều tự động, khi xem lại có thể kéo xa gần màn hình, nhưng không được xoay tròn. Bản thu của Kiều Nhất phàm bắt đầu từ lúc cho nguyệt của cậu xông lên, bị quân mạc tiếu ngăn, bị vây đánh. Đoạn này đương nhiên dối nùi, trừ mình cậu gian khổ thì không nhìn ra gì cả. Tiêu Vân nhẹ nhàng thở ra bên cạnh, chuyện hắn bị che ảnh bước treo lơ lửng cho đến chết không bị quay lại. Ai ngờ Vương Kiệt Hy mắt sắc tay chuẩn, bấm tạm dừng liên tục, bắt được toàn những cảnh cho Nguyệt bị vây đánh, nhưng khi góc nhìn vô ý chuyển qua phía quân Mạc Tiếu, lại là những cảnh Vân Tiêu bị quân Mạc Tiếu đánh cho trôi nổi. Một lần, hai lần, ba lần, toàn thân, nửa người, một phần ba người, Tiêu Vân rốt cuộc xấu hổ cúi đầu, hắn không bị quay lại, nhưng lấy phương thức tranh biếm họa đăng liên tục. Vương Kiệt Hy cũng không nói gì, đoạn thu hình này kết thúc vào lúc cho Nguyệt chạy trốn theo diệp lạc ô đề của Cao Anh Kiệt. Đoạn quay thứ hai, ngay từ đầu hình ảnh có chút đứt quáng, hiển nhiên kiều nhất phàm đang để cho nguyệt ẩn mình lâu lâu mới nhú đầu quay hình sau đó là cảnh đánh nhau kiều nhất phàm lần này đứng ngoài quan sát nên quay lại được toàn bộ quá trình mãi đến khi đêm trắng ngày đen chết giống cậu cho nguyệt tiến lên giúp đỡ thì màn hình mới trở nên rối loạn mọi người thấp thỏm đứng sau cùng nhìn về phía vương kiệt hy cúi đầu chờ nghe giáo huấn ai ngờ vương kiệt hy không nói gì cả đứng dậy vỗ vỗ kiều nhất phàm liền rời đi đám người tiêu vân cảm thấy do dự không yên nhưng chẳng biết làm gì, đành phải quay về máy của mình tiếp tục tập luyện, cả sáng mất hồn mất vía. Buổi chiều hôm ấy, đội phó Đặng Phục Thăng cầm tài khoản về, cơ bản đều lấy từ bên trung thảo đường, tương ứng với nhóm tuyển thủ chuyên nghiệp chủ lực. Câu lạc bộ Vi Thảo, tính cả đội trưởng Vương Kiệt Hy, tổng cộng gồm 6 người chủ lực, dàn hậu tuyển gồm 5 người, tổng cộng gồm 11 người. 6 cộng 5 này cũng là phương thức phối hợp phổ biến được các câu lạc bộ trong liên minh chọn dùng hiện nay. Đến gần tối, trừ bỏ những ngày thi đấu, còn lại đều được tự do sắp xếp, có không ít tuyển thủ khắc khổ sẽ tự mình luyện tập thêm. Nhưng hôm nay đội trưởng đã lên tiếng, các đội viên đương nhiên phải tụ tập đầy đủ trong phòng huấn luyện, sau khi nhận xong tài khoản, đồng loạt tiến vào khu 10 vinh quang. Vẻ mặt của mọi người có chút kỳ lạ, tập hợp đội ngũ lớn như vậy tiến vào game online, thần chi lĩnh vực từng có, khu bình thường thì đây mới là lần đầu đấy. Mục tiêu, người chơi quân mạc tiếu, mọi người đừng sơ suất, rất có khả năng người nọ chính là Diệp Thu đã giải nghệ. Vương Kiệt Hy tuyên bố mục đích luyện tập thêm lần này. Mọi người vừa nghe thấy nhất thời cảm xúc dâng trào, bắt đầu thảo luận, đã có người vào trò chơi tìm ID, lập tức báo cáo với Vương Kiệt Hy, đội trưởng, không có online. Rồi sẽ đến, mọi người làm quen nhân vật của mình trước đã, nhân vật cấp thấp chưa tới cấp 30, hẳn không quen đâu nhỉ. Vương Kiệt Hy nói, đám người tiêu vân mặt đỏ tai hồng, đội trưởng đang ngầm mỉa mai họ phải không? Phải hay không, lòng giả dạ của Kiệt Hy đại thần mấy chú không đoán được đâu, không đoán được đâu. Tầm khoảng 8 giờ, quân Mạc Tiếu rốt cuộc login, in, đội viên lập tức báo cáo với Vương Kiệt Hy, tiếp đấy hỏi thăm chỗ quân Mạc Tiếu từ chỗ Trung Thảo Đường. Sa tiền tử cũng ngạc nhiên lắm, sau hôm qua, hôm này đội phó của Vi Thảo lại tự mình ra trận, lại đây lấy đi một đống tài khoản. Thống kê tất cả, đủ một chiến đội Vi Thảo, chiến đội Vi Thảo muốn lập đoàn đến khu 10 tham quan du lịch ư. Trong lòng sa tiền tử luống cuống cả lên, nhưng lại không nói ra được những tài khoản đó đều được sử dụng đặc biệt khá bảo mật thật sự không thể nói ra gần tối nhìn thấy một đám nhân vật đó lên mạng sa tiền tử cũng không dám đến chào hỏi chỉ đi loạn khắp nơi hy vọng có thể tình cờ bắt gặp đoàn tham quan vi thảo chỉ tiếc lúc đấy đang là thời gian thành viên vi thảo hoạt động tự do không hề tụ tập chung chỗ đến hơn 8 giờ quân mạc tiếu vừa lên mạng lập tức có người hỏi hướng đi của quân mạc tiếu quân mạc tiếu ấy hả sa tiền tử ngẩn ra quân mạc tiếu này rốt cuộc là người nào Tất cả mọi người của Vi Thảo chạy tới nắm hắn. Người ngoài hành tinh trăng, Sa Tiền Tử vừa nghĩ vừa vội vàng lên kênh công hội bảo mọi người chú ý quân Mạc Tiếu. Nhận được tin tức xong, gã vừa trả lời vừa tự mình chạy tới chỗ quân Mạc Tiếu thường tới. Vùng đất lưu lạc, người chơi của Trung Thảo Đường đã nhìn thấy quân Mạc Tiếu ở nơi này. Nếu chủ yếu muốn cây cấp, Diệp Tu chắc chắn sẽ đến nơi cấp cao hơn, nhưng lúc này trên người hắn vẫn còn một ít nhiệm vụ cấp 28 cần hoàn thành bên vùng đất lưu lạc tình thiết nhiệm vụ, bối cảnh câu chuyện, tất cả đều có lịch sử 10 năm cũ dích, đừng nói là Diệp Tu, chính xa tiền tử cũng không liếc nhìn một cái. Những người chơi lâu năm chỉ làm nhiệm vụ để nhận phần thưởng thôi, dẫu có vài nhiệm vụ vừa nhảm vừa dài, nhưng phần thưởng cuối cùng lại là điểm thuộc tính hoặc sách kỹ năng, người chơi không thể không nhẫn nại lết từng cái rồi từng cái, lúc này Diệp Tu đang ở vùng đất lưu lạc, cũng chính vì những nhiệm vụ chán chết này. Diệp Tu tham khảo hướng dẫn trên mạng, quyết đi theo con đường đơn giản, nhận cùng lúc nhiều nhiệm vụ, đánh quái tìm người tặng đồ tìm đồ, xong một lượt thì đi trả toàn bộ, lại tiếp tục lượt tiếp theo, làm cũng thoải mái. Quân Mạc Tiếu đang ở vùng đất lưu lạc, chỉ có mình hắn. Sau khi đội viên Vi Thảo hỏi thăm tin tức xong liền báo cáo lại cho đội trưởng Vương Kiệt Hy. Đến vùng đất lưu lạc, Vương Kiệt Hy nói, toàn bộ đội ngũ gồm 11 người chậm rãi từ bốn phương tám hướng chạy đến vùng đất lưu lạc. Đội phó Đặng Phục Thăng ngồi bên cạnh Vương Kiệt Hy vừa chạy vừa ghé qua nói, dù thật sự là Diệp Thu, chúng ta tiến lên một lúc nhiều người như thế có quá đáng lắm không? Vương Kiệt Hy quay đầu lại nhìn hắn ta, bình tĩnh nói, để nhóm chủ lực đấu một mình trước đã. Xoay lượt ư, Đặng Phục Thăng nói, là tổ đội lôi đài, chúng ta mười một người, hắn chỉ một người. Vương Kiệt Hy nói, Đặng Phục Thăng chảy mồ hôi, này có gì khác nhau chứ? Rất nhanh đã đến vùng đất lưu lạc, quân Mạc Tiếu đang làm nhiệm vụ, đương nhiên không ẩn núp gì, rất dễ dàng tìm thấy. Sa tiền tử cũng đã đến đây, nhưng không có can đảm tiến lên, vụng trộm tìm một chỗ núp vào. Mắt thấy 11 người này đến đông đủ, biết đây chính là chiến đội vi thảo, trong lòng sôi trào không thôi, dối dám nghĩ có nên thu hình lại hay không. Chủ lực lên đấu một mình, ai lên trước? Vương Kiệt Hy ở phòng huấn luyện hỏi, thoáng im lặng, có một người chủ động xin đi giết giặc, em đi. Ừ Vương Kiệt Hy lên tiếng, người ứng chiến là Lương Phương, chức nghiệp là cuồng kiếm sĩ, kỹ thuật đơn giản và mạnh tay, là một tuyển thủ vô cùng cuồng dã. Lúc này cầm cuồng kiếm sĩ máu điên cấp 27, vũ khí tím trọng kiếm đoạn thủy cấp 25, công kích vật lý 310, công kích pháp thuật 210, kèm thêm sức lực cộng 10, kỹ năng vỡ núi kích cấp cộng 1. Ngoài ra trên người mặc trang phục lục lam, đan sen giữa nhiệm vụ và phó bản. Sa tiền tử có thể tìm được những tài khoản mà mỗi người đều có một món vũ khí tím đã coi như hết sức rồi, không thể bao chọn cả người nổi. Máu điên của Lương Phương dơ kiếm lên, 10 người khác đứng thành vòng tròn mở rộng, Diệp Tu vẫn giết quái như cũ, không để ý tới. Đám người Tiêu Vân thật sự hưu quạch, làm lớn chuyện như thế, đối phương không thể nào không thấy họ. Tối qua bọn họ mới chém giết nhau một hồi, vậy mà bây giờ người ta còn chẳng cảnh giác gì cả, có thể nói người ta vốn chẳng coi họ là cái đinh gì. Ê máu điên rút kiếm lên trước, Lương Phương giống một câu. Quân Mạc Tiếu không để ý, vẫn đánh quái. Tất cả mọi người cảm thấy khó chịu, Lương Phương lớn tiếng như vậy, ai cũng nghe thấy, Quân Mạc Tiếu gần như vậy sao không nghe thấy chứ? thế mà không thèm phản ứng phất lờ đi này lương phương lại gọi gã muốn công bằng chiến đấu với người ta không muốn thừa dịp người ta đánh quái mà công kích vẫn không để ý máu điên của lương phương đi đến trước mặt quân mạc tiếu để hắn có thể nhìn thấy tôi chờ ông đánh xong quái sau khi nói xong lương phương liền chờ đợi bên này quân mạc tiếu cẩn thận đánh chết mấy tiểu quái lương phương thấy cuối cùng cũng xong đang chuẩn bị chiến đấu kết quả liền thấy quân mạc tiếu không nhúc nhích không sai không hề động đậy hoàn toàn không động đậy, xung quanh bất chợt yên tĩnh. Đội trưởng Lương Phương buồn bực tìm kiếm chỉ thị, chém hắn một cái thử xem. Vương Kiệt Hy nói, "Vâng Lương Phương lên tiếng trả lời, chém luôn một kiếm xuống." Quân Mạc Kiếu vẫn bất động như cũ, cho đến khi Lương Phương bỗng nhiên nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của một cô gái, mãi đến khi Lương Phương thoáng hoảng hốt thì quân Mạc Tiếu bắt đầu động đậy. Lúc một kiếm này sắp bổ tới hắn, quân Mạc Kiếu cúi người, kiếm cách đầu hắn một đoạn, đồng thời lăn một vòng tại chỗ vừa tránh khỏi một kiếm này. Sao thế này, tên này là ai? Tiệm nét Hưng Hân, Trần Quả kinh ngạc nói. Diệp Tu không phản ứng với sự tiếp cận của 11 người, vì hắn thật sự không chú ý tới, hắn không trả lời ê của Lương Phương vì hắn vốn chẳng nghe thấy, ngay cả tai nghe cũng không đeo thì làm sao nghe được âm thanh. Hắn chỉ tiện tay chém giết quái thôi, chủ yếu là đang nói chuyện với Trần Quả. Sau khi xử xong lũ quái, liền dừng lại nói chuyện với chị chủ Trần Quả. Chị chủ đang giao việc trong tiệm nét là chuyện nghiêm túc. Nhưng thật ra Trần Quả nhìn màn hình của hắn, thấy được Lương Phương chém một kiếm, kêu lên sợ hãi. Diệp Tu quay đầu nhìn, vội vàng điều khiển, tình thế cấp bách nhưng tránh được một kiếm này. Không biết, Diệp Tu vừa nói vừa nhìn thử một vòng thì chợt thấy ai đi vân tiêu, lập tức a à một tiếng. Ai, Trần Quả hỏi, Diệp Tu lắc đầu, trong lòng hắn không hề chắc chắn. Nhưng chờ nhìn xong một lượt, nhìn thấy chức nghiệp của cả 11 người xong, đột nhiên ngẩn ra. Chiến đội vi thảo, Diệp Tu tuy không phải fan giống như Sa Tiền Tử, nhưng hắn là đối thủ cũ của Vi Thảo, đối với sự kết hợp chức nghiệp của chiến đội Vi Thảo, hắn còn quen thuộc hơn Sa Tiền Tử, nhìn thoáng qua đã đoán được ngay, điều này làm cho Diệp Tu rất ngạc nhiên. Đám người đến công kích ngày hôm qua, Diệp Tu đương nhiên phát hiện thực lực của đối phương không tầm thường, thuộc cấp bậc chuyên nghiệp cả, lại không hề nghĩ tới Vi Thảo. Hắn càng hoài nghi Lưu Hạo hơn, cho rằng tên kia cạnh tranh phó bản thất bại, dứt khoát đến giết nhau luôn cho gọn nhưng người một người này rõ ràng được kết hợp từ những nghề thuộc chiến đội vi thảo. Diệp Tu lập tức nghĩ tới chiều hôm ấy xa tiền tử mạnh mẽ tiến lên khiêu chiến, thế thì, người đứng sau điều khiển vào ngày đó quả nhiên là Vương Kiệt Hy ư. Diệp Tu nghĩ, thấy trong 11 người của đối phương trừ Diệp Lạc Ô đề ra còn có một ma đạo học giả khác liệt hỏa diễm tấn. Đằng sau liệt hỏa diễm tấn, Vương Kiệt Hy bình tĩnh nói, Lương Phương, lên đi. mươi 135, thế nào là tán nhân? Vâng Lương Phương lên tiếng, lần này không thăm dò nữa, mà thật sự muốn ra tay. Bàn phím vừa gõ, nhân vật máu điên dậm chân tại chỗ hai tay rung lên, một luồng sáng đỏ hiện khắp toàn thân, đấy là đang dùng kỹ năng cấp 25 của cuồng kiếm sĩ cuồng bạo. Trạng thái cuồng bạo có thể kéo dài 20 giây, trong 20 giây này sức lực, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển và khả năng chống trạng thái đi bắp được tăng lên, nhưng trí lực, phòng thủ vật lý và pháp thuật lại giảm mạnh xuống. Mỗi cấp bậc cần 20 điểm kỹ năng, cấp cao nhất là 10, là kỹ năng cần thiết để cuồng kiếm sĩ cường hóa khả năng tấn công. Lương Phương đi lên đã dùng ngay cuồng bạo, phù hợp với cá tính của gã, hy vọng sẽ phân ra thắng bại trong thời gian ngắn, đánh lâu dài chính là chuyện mà Lương Phương phiền nhất. Sau khi Diệp Tu nhận ra đối phương là chiến đội của Vi Thảo xong, nháy mắt cũng đoán sơ được ý định của đối phương, bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu. "Chị chủ, đợi lát nữa rồi nói sau." Diệp Tu nói với Trần Quả. "A à, vậy cậu nhanh lên Trần Quả lúc này còn lo lắng hơn cả Diệp Tu." tay trái diệp tu gõ phím di chuyển, tay phải lại lấy tai nghe loại so đấu cao cấp này không thể thiếu việc dùng âm thanh góc nhìn của vinh quang hoàn toàn ở ngôi thứ nhất còn với tiếng động phía sau lưng chủ yếu phải dựa vào nghe ngóng để phán đoán cao thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm nghe tiếng lớn nhỏ của bước chân có thể đoán được khoảng cách của đối thủ phía sau lưng mà dựa vào tần suất tiếng bước chân càng có thể đoán được tốc độ di chuyển của đối thủ diệp tu vừa đeo tai nghe đã lập tức nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của máu điên Chuyển góc nhìn thì thấy ngay máu điên với cặp mắt đỏ ngầu đang đâm thẳng một kiếm vào mặt. Kỹ năng cấp 5 của cuồng kiếm sĩ, trọng kích, lợi dụng trọn vẹn khối lượng của vũ khí, sức nặng và sát thương của vũ khí có quan hệ trực tiếp với nhau. Tay máu điên cầm trọng kiếm đoạn thủy có sức nặng đạt 5 kg, nặng gấp 2 lần chiếc ô thiên cơ của quân Mạc Tiếu. Một cú trọng kích này mang theo khí thế kinh người, Diệp Tu không đối đầu trực tiếp với gã, nhảy tránh thoát. Cú trọng kích giáng ầm ầm lên đất vị trí quân mạc tiếu vừa mới nhảy ra rõ ràng xuất hiện một cái hố nhỏ. Diệp tu đẩy chuột, quân mạc tiếu đâm thẳng long nha qua. Kết quả lương phương cũng không để máu điên né tránh, rút kiếm ra ngay chém ngược, lấy cứng trọi cứng cùng quân mạc tiếu. Chiến mâu chúng vào ngực máu điên trước, nhưng không hề xuất hiện trạng thái đông cứng. Trong trạng thái cuồng bạo, sức chống cự trạng thái đi bắp tăng lên, hiệu quả đông cứng của long nha vốn là dạng ấy, đương nhiên không thể phát huy được lần này. Thanh kiếm to lớn sau khi chém ngược thì mang theo bùn từ mặt đất phung sang, kết quả quân mạc tiếu thu chiêu xong lại nhảy ra sau, dĩ nhiên tránh khỏi một nhát này. Lương Phương ngẩn người, lập tức biết rằng tốc độ công kích của thanh chiếm mâu trong tay quân mạc tiếu không hề chậm nhất là một như gã đã lường. Đấu pháp cứng trọi cứng của gã cũng bởi vì tốc độ công kích gặp tình huống xấu nên không thể thực hiện được. So đấu giữa bậc chuyên nghiệp với nhau chính là như thế, chỉ một chi tiết đã có thể đoán được rất nhiều tin tức. Máu điên của Lương Phương tuy dùng cuồng bạo, nhưng đừng nói cấp của cuồng bạo hiện tại chỉ là hai có là cuồng bạo mắc cấp tốc độ công kích cũng chỉ có thể cộng một cách xa với tốc độ công kích năm của ô thiên cơ mặc dù chậm hơn chưa chắc sẽ thất bại nhưng đối thủ hiện tại của lương phương chính là đại thần đứng đấu đấy hơn nữa vũ khí chiến mâu mà có được tốc độ công kích lên đến năm thì quả yêu quái mà diệp tu lợi dụng trọn vẹn điều này dễ dàng chặn máu điên của lương phương lại 20 giây qua đi trạng thái cuống bạo của máu điên kết thúc mục đích tốc chiến tốc thắng hiển nhiên chưa làm được gì Diệp Tu vừa đối phó máu điên vừa quan sát những kẻ còn lại, phát hiện người nhân vật kia hình như không định ra tay, dù hắn có để quân Mạc Tiếu cố ý di chuyển đến phạm vi có thể công kích của họ đi nữa. Diệp Tu cười cười, đột nhiên bùng nổ tốc độ tay, ô thiên cơ trong tay quân Mạc Tiếu nháy mắt chuyển đổi thành ba hình thái, hoàn thành ba kỹ năng công kích với những nghề khác nhau. Máu điên bị tần suất cao này đánh bay ra ngoài, nhưng cao thủ chuyên nghiệp dùng thao tác chịu thân đương nhiên không thành vấn đề. Máu điên lăn một vòng xong đang định đứng lên, Quân mạc tiếu của Diệp Tu đã sớm dùng thuật phân thân di chuyển đến vị trí này, hiển nhiên khoảng cách sau cú bay kia hoàn toàn nằm trong tính toán của hắn. Máu điên chưa kịp đứng dậy đã bị keo khừng lại rồi chịu thêm một trận đánh đau đớn khác, lăn qua lăn lại không bao lâu rốt cuộc hy sinh. Lương Phương ngồi đờ đẫn trước máy tính, từ đầu tới đuôi, gã không tìm thấy bất kỳ thời cơ nào để lợi dụng. Áp chế, hoàn toàn bị áp chế, mỗi một ý đồ, mỗi một hành động đều nằm trong dự kiến của đối phương. Thao tác ban đầu của đối thủ dường như không hề nhanh, nhưng chính sự chậm rãi từ từ ấy lại áp chặt lấy gã sau đấy tốc độ tay bùng nổ kết cuộc của mình chính là ngã chết trên đường trong trò chơi lặng ngắt như tờ trong phòng huấn luyện của vi thảo cũng lặng ngắt như tờ tiểu biệt em lên đi vương kiệt hy mở miệng chỉ một người vâng ạ à, một người đáp lời lưu tiểu biệt một cái tên trông rất kỳ quái nổi danh trong liên minh với tốc độ tay của mình dù có là tuyển thủ chuyên nghiệp tốc độ tay cũng sẽ lúc nhanh lúc chậm tốc độ tay trọn vẹn của lưu tiểu biệt đừng hàng đầu tại vi thảo có điều về tốc độ tay thao tác lại bại bởi đội trưởng Vương Kiệt Hy một bậc. Tuyển thủ chuyên nghiệp đương nhiên rõ rằng tốc độ tay chọn vẹn chỉ lấy ra làm dáng thôi, tốc độ tay thao tác mới chính là tài năng chân chính mang giá trị thực chiến. Nói theo quan điểm này, Lưu Tiểu Biệt còn phải chờ để nâng cao, tốc độ tay của cậu ta vẫn chưa được khai thác triệt đề. Chức nghiệp của Lưu Tiểu Biệt là kiếm khách, lúc này nghe thấy đội trưởng gọi, lập tức để nhân vật của mình đứng ra ngoài. Đao đao bạt đao, kiếm khách cấp 27, thảo kiếm quang, vũ khí tím cấp 25 kiếm vũ quang ảnh, công kích vật lý 233, công kích phép thuật 253, sức lực thêm 11 điểm, khi công kích trúng mục tiêu tỷ lệ 2% khiến đối thủ rơi vào trạng thái choáng váng. Đợi đã, Diệp Tu đột nhiên mở miệng nói chuyện, mọi người ngẩn ra. Mấy người định chơi đấu tổ đội lôi đài đấy à? Diệp Tu nói, ờ, Vương Kiệt hy thế mà dám trả lời. Quân Mạc Tiếu lúc này đang đứng đối diện liệt hỏa diếm tấn của anh ta, mới vừa rồi máu điên của Lương Phương cũng bị quân Mạc Tiếu đánh chết ngay dưới mí mắt của anh. Phiền lắm, Diệp Tu nói, vậy ông anh nói thử xem. Vương Kiệt Hy hỏi, trực tiếp đấu đoàn đội luôn đi Diệp Tu nói. Tiếng xôn xao vang lên, tên này thế nhưng muốn cùng nhóm 10 người bọn họ chơi đấu đoàn đội, vấn đề là hắn chỉ có một người đấy. Mà 10 người bên này cũng không phải 10 người bình thường, đây là chiến đội vi thảo, đội ngũ giành quán quân năm ngoái, năm nay cũng nhận được nhiều ý kiến giật giải cao nhất, là đội thứ hai có hy vọng kế thừa ra thế giành được hai lần quán quân liên tiếp bọn họ từ lúc nào chịu qua sự khinh thường như thế mọi người nổi giận ngay tại chỗ lưu tiểu biệt để nhân vật của mình đi ra hô to đội trưởng để em đi giết hắn sao thế lúc này lương phương đã sống lại và chạy tới đây không biết bên này đang nói gì tên kia còn định một người chọi cả đội chúng ta ấy ngoá nó đồng đội bên này nói lương phương ngẩn ra muốn nói gì đấy rồi lại nhịn xuống gã bị đánh bại Bị bại đến phiền muộn, bị bại đến bực tức, vậy mà chẳng có chút không phục nào. Kinh nghiệm, ý thức, kỹ xảo và thao tác của đối thủ đều trên gã, lại thêm ưu thế kỹ năng phong phú vào giai đoạn đầu của tán nhân nữa. Nói thật, Lương Phương chưa từng gặp tán nhân, tán nhân đã trở thành truyền thuyết kể từ lúc hắn bắt đầu biết vinh quang rồi, gã chỉ từng nghe sơ qua vài đội viên có tuổi bảo tán nhân lợi hại thế này thế kia trong giai đoạn đầu. Hôm nay xem như gã đã tự mình trải nghiệm, đây rõ ràng còn biến thái hơn những gì mấy đội viên kia nói. Công kích của tán nhân, thật sự không thể đoán trước được, tuy chỉ là kỹ năng cấp thấp, nhưng 24 cái chức nghiệp, ai biết chiêu tiếp theo của hắn ta sẽ là gì. ưu thế như vậy, dù có lên cấp cao cấp thì vẫn tồn tại như cũ, điểm thiếu hụt của tán nhân chỉ là sức bật của các kỹ năng cấp cao thôi. Hiện tại, Lương Phương rất muốn nói, đấu một mình, chỉ sợ tất cả mọi người không phải đối thủ, dù có là đội trưởng tự mình ra trận, Lương Phương cũng không dám tin tưởng chắc chắn. Gã là chức nghiệp tuyển thủ, có phán đoán rõ ràng, không phải fan trung thành, chỉ biết mù quáng tin vào thực lực của thần tượng mình. Nhưng bây giờ mà nói lời này, không khỏi có chút hiểm nghi trí khí của người khác. Huống chi tên kia dẫu có mạnh đến đâu, lại muốn một mình đấu với cả đội bọn họ, ngay cả người biết được sự đáng sợ của đối thủ như Lương Phương cũng cảm thấy hơi quá. Đội trưởng em lên đây lưu tiểu biệt lại hô một tiếng, hít sâu, ra tay. Kiếm khách đao đao bạt đao dùng một cái tam đoạn chảm đã di chuyển đến trước người quân mạc tiếu trong nháy mắt, ra ngay xiên lên. Một tiếng keng vang lên, quân mạc tiếu nháy mắt cũng rút kiếm, lui ra bằng một chiêu đỡ đòn. Rút đao chảm, trong đầu của Lưu Tiểu Biệt theo bản năng mà hiện lên chiêu này, bấy giờ, kiếm khách có lẽ sẽ lợi dụng phạm vi lớn của kỹ năng rút đao chảm để tấn công. Phải nhanh hơn, Lưu Tiểu Biệt là người có tốc độ tay kinh người, phương thức chiến đấu thích nhất đương nhiên chính là liều mình thao tác, đấu tốc độ tay, lúc này suy nghĩ vừa nổi lên, ngón tay đã lướt nhanh, đao đao bạt đao thu kiếm, kiếm quang ra chiêu rút đao trảm nháy mắt phát sáng tạch 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 đáp lại cậu ta là một chuỗi tiếng súng máy lanh lảnh động lòng người ánh quang từ chiêu rút đao chảm của đao đao bạt đao trước mắt đã biến mất chỉ thấy cả người cậu văng đầy máu bị đạn bắn đến run rẩy nếu đây không trò chơi cậu đã sớm bị bắn thành cái tổ ong kỹ năng của bậc thầy pháo súng súng nòng xoay lúc này lưu tiểu biệt xem như cũng đã hiểu rõ thế nào là tán nhân thế nào gọi là công kích không thể đoán trước được như lương phương rồi cậu ta muốn liều tốc độ tay liều xem ai ra rút đao chảm nhanh hơn với người ta kết quả người ta vốn không chơi rút đao chảm, người ta lùi ra sau để dùng súng nòng xoay. Khoảng cách tấn công của rút đao chảm có xa đi nữa cũng có thể xa hơn súng ư. Hàng đạn liên tiếp kia bắn cho Lưu Tiểu Biệt không gượng nổi, súng nòng xoay vừa mới kết thúc, một luồng sáng chợt lóe. lúc này đây rút đao chảm của đối phương lại đột nhiên xông đến. Lưu Tiểu Biệt quả không thẹn với danh tốc độ tay kinh người của mình, chỉ trong thời gian này đã hoàn thành thao tác đỡ đòn, đao đao bạt đao dựng thẳng kiếm, tiếng keng chống lại chiêu rút đao chạm nọ nhân vật bị cưỡng chế mà lui lại liền nghe ba tiếng pháo liên tiếp vang lên kiếm của đối phương lại thành súng kỹ năng của bậc thầy pháo súng pháo chống tăng lưu tiểu biệt muốn tránh kết quả vẫn trúng phải một phát ba phát đạn pháo này không phải thẳng tắp đối phương dùng kỹ năng này là thao tác pháo ba quả đạn pháo kéo thành hình tam giác bao trùm một phạm vi đao đao bạt đao có di chuyển ra sao cũng nằm trong tầm bắn tiếp đây cơ bản cũng chỉ là màn biểu diễn những kỹ năng cấp thấp không hề báo trước không thể đoán được lưu tiểu biệt cũng như lương phương chỉ nghe một thời tung hoành ngang ngược của tán nhân từ đám tiền bối cũng là lần đầu trải nghiệm với tán nhân thua cuộc lưu tiểu biệt cũng thua không hề phản kháng mà còn giống y lương phương bị bại đến vô cùng thê thảm bị bại đến cả một cơ hội cũng không có đây vốn là chuyện không nên xảy ra trên người tuyển thủ chuyên nghiệp dù rằng đối mặt với đối thủ cấp bậc đại thần ví như đội trưởng nhà mình cũng chẳng đến mức không nhìn ra bất kỳ cơ hội thắng nào trong suốt quá trình cơ hội vẫn tồn tại chỉ xem người đó có nắm chắc hay không. Nhưng khi đấu với quân Mạc Tiếu, Lưu Tiểu Biệt và Lương Phương lại cùng phát hiện ra rằng, muốn không thua chỉ có một cơ hội, đừng đi lên khiêu chiến. chương 136, Tán Nhân Chân Chính, tại cuộc đấu lôi đài này, đã có hai người bị thua, thua triệt để, thua đến hoa lệ, thua đến mức đả kích lòng tin người xếp sau. Đội phó Đặng Phục Thăng nhìn lén đội trưởng, vẻ mặt Phương Kiệt Hy vẫn bình thường, tựa như không hề bị ảnh hưởng. Thế nhưng còn các đội viên thì sao? đặng phục thăng nhìn một vòng trên mặt các đội viên lộ rõ vẻ khẩn trương có người cũng đang lén nhìn đội trưởng đặng phục thăng biết đây là sợ bị đội trưởng chỉ đích danh lúc này các đội viên không hề tin tưởng bản thân có thể chiến thắng quân mạc tiếu còn bên quân mạc tiếu lúc này vẫn đang ngồi dưới đất ăn uống linh tinh hồi phục hp và mp vương kiệt hy không đến ngăn cản các đội viên cũng không ai tiến lên bọn họ không phải tới để giết người diệt khẩu sẽ không ngại chuyện quân mạc tiếu hồi phục nếu thực sự chiến thắng một đối thủ không còn chút mana nào thì chẳng có ý nghĩa gì với vi thảo cả thế nhưng tiếp theo phải làm gì đây vương kiệt hy cũng có chút do dự đấu sâu lâu không phải đối thủ chuyện này đã rất rõ ràng rồi đừng nói là các đội viên chính bản thân anh tự thân ra trận cũng không nắm chắc phần thắng tên tán nhân này ha ha đột nhiên truyền đến một tiếng cười không phải tại phòng huấn luyện mà là trong trò chơi lúc này chiến đội vi thảo làm sao có ai cười được người cười đương nhiên là diệp tu anh bảo này tới tìm anh làm bồi luyện làm vậy được ư diệp tu nói cơ hội khó có được vương kiệt hy trả lời hắn cậu không sợ bọn nhỏ sẽ bị bóng ma tâm lý sao diệp tu nói bọn nhỏ ngoại trừ cao anh kiệt cùng kiều nhất phạm tất cả mọi người đều hóa đá ai là bọn nhỏ hả anh tự tin quá thì phải vương kiệt hy nói ha ha diệp tu cười cười anh hỏi cậu mọi người ở đây kể cả cậu có ai đã từng so đấu với tán nhân chân chính chưa? Một mảnh yên lặng, kể cả trong trò chơi lẫn ngoài trò chơi. Tại phòng huấn luyện, đội viên Vi Thảo nhìn nhau, nghi hoặc. Chính xác, với họ, tán nhân chỉ là một truyền thuyết. Từ khi liên minh chuyên nghiệp bắt đầu, tán nhân đã hoàn toàn biến mất. Người biết đến tán nhân, có thể kể được chuyện cũ về tán nhân, cũng đã xem như những bậc tiền bối giả dặn từng trải. Còn Vương Kiệt Hy, ở liên minh lăn lộn đã hơn 4 năm, giải đấu năm nay chính là năm thứ năm Từng trải không ít, nhưng vào thời điểm Diệp Tu dẫn theo gia thế đoạt giải quán quân 3 lần liên tục, anh cũng chỉ mới tiếp xúc Vinh Quang, mà lúc đó tán nhân cũng đã biến mất rồi. Những người đã trải qua 10 năm ở Vinh Quang, trong đám người chơi có không ít, nhưng ở liên minh chuyên nghiệp lại chẳng còn bao nhiêu. Người chơi chỉ cần tự mình nguyện ý, muốn chơi Vinh Quang mấy năm cũng không thành vấn đề. Thế nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp lại không thể không đối mặt với sự cạnh tranh và đào thải tại liên minh chuyên nghiệp, liệu có thể tiếp tục được nữa không? Đây không phải chuyện bản thân muốn là được. Tán nhân cũng chỉ là truyền thuyết đối với Vương Kiệt Hy mà thôi. Nhưng nếu bảo chẳng có hiểu biết gì thì cũng không phải. Khi Vương Kiệt Hy mới vừa vào Vi Thảo, trong đội có một người đã từng chơi Tán nhân. Sau khi xuất hiện bản cập nhật khu 3, hắn không giống những tán nhân khác vứt bỏ tài khoản hoặc chuyển nghề, mà lưu lại tài khoản ấy làm kỷ niệm. Lúc ấy, Vương Kiệt Hy biết được sự tồn tại của Tán nhân từ người đội viên già dặn đó, anh còn thử bàn về Tán nhân với người nọ cũng tự mình đi tìm hiểu ưu điểm và khuyết điểm của tán nhân. Cuối cùng sau khi người đội viên kia giải nghệ liền đưa tài khoản tán nhân cho Vương Kiệt Hy, được anh cất giữ rất tốt cho tới nay. Đến bây giờ Vương Kiệt Hy vẫn nhớ kỹ câu nói của người đội viên kia, cách chơi tán nhân này, có hơi ảo tưởng rồi. Kể cả không giới hạn về đẳng cấp, vấn đề vũ khí và người thao tác cũng đủ để hạn chế khả năng phát huy của tán nhân. Có lẽ cần một thanh vũ khi có thể sử dụng được toàn bộ kỹ năng, một người thao tác có kinh nghiệm phong phú, Tinh thông toàn bộ chức nghiệp của Vinh Quang thì năng lực của tán nhân mới có thể được chân chính thể hiện nhỉ. Đây vốn là một câu nói đùa, nhưng hiện tại, câu nói đùa này giống như hóa thành sự thật, xuất hiện ngay trước mắt anh. Diệp Thu, được coi là bách khoa toàn thư sống trong Vinh Quang, tinh thông toàn bộ chức nghiệp, kinh nghiệm phong phú, người này hoàn toàn xứng đáng. Về phần vũ khí, đám tuyển thủ ở đây đã sớm để mắt đến món vũ khí cổ quái trong tay Quân Mạc Tiếu, nhắn tin thảo luận không ít. Quân Mạc Tiếu không hề thay đổi vũ khí nhưng vũ khí trong tay lại có thể biến đổi hình thái sử dụng được các loại kỹ năng kiếm biến súng súng biến kiếm trong lúc thay đổi lại không chịu thời gian đóng băng khi thay đổi vũ khí những tuyển thủ chuyên nghiệp có kiến thức rộng rãi đều đoán được đây là một món vũ khí tự chế một món vũ khí tự chế không thể tưởng nổi tán nhân thật sự đây là một tán nhân chân chính nghĩ đến câu nói đùa của người đội viên kia vương kiệt hy rốt cuộc hiểu được ý tứ trong lời nói của diệp du tán nhân chân chính đây mới là tán nhân chân chính kể cả thời điểm tán nhân còn thịnh hành, cũng chưa từng có tán nhân chân chính. So đấu cùng một tán nhân chân chính, trước nay chưa từng có một ai. Tiếp tục cùng Diệp Thu một đấu một, Vương Kiệt Hy nhìn trái phải, trong mắt chỉ nhìn thấy những gương mặt lo lắng. Cho dù tại trận chung kết của giải đấu năm ngoái, đội viên của họ cũng không hề xuất hiện vẻ mặt này. Họ của lúc ấy, dẫu có người lo lắng, cũng không giống như bây giờ, hoàn toàn mất đi niềm tin chiến thắng dưới những gương mặt lo lắng kia không phải che giấu sự căng thẳng mà là hoang mang. Mà họ còn chưa so đấu với quân Mạc Tiếu, chỉ mới chứng kiến quân Mạc Tiếu đấu với Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt mà thôi. Hai người này, Vương Kiệt Hy nghĩ, nhìn Lương Phương cùng Lưu Tiểu Biệt một cái, từ trên mặt hai người, Vương Kiệt Hy nhìn thấy sự uể oải, vẻ vô vọng. Vương Kiệt Hy rốt cuộc nhận ra lời của Diệp Thu không phải do quá tự tin, bản thân cho rằng tìm được một siêu cấp đại thần có thể làm đối tượng luyện tập, nhưng hiện tại siêu cấp đại thần kia đang đả kích lòng tin của đội anh hủy diệt sự tự tin của đội viên bấy giờ suy nghĩ viển vông kia của vương kiệt hy triệt để biến khéo thành vụng làm thế nào bây giờ vương kiệt hy phát hiện tình hình lúc này thật khó giải quyết anh đành đâm lao phải theo lao tiếp tục một đấu một sẽ chỉ hủy hoại lòng tin của mọi người thêm lần nữa thậm chí có khi bao gồm luôn lòng tin của chính mình vương kiệt hy nhận ra tâm tình của bản thân cũng đã bị ảnh hưởng mất lưỡng lự trước sau như vậy chính là vì thực lực của đối thủ đã đả kích tới anh. Nếu không phải thế, lúc này anh đã đích thân ra trận để nâng cao tinh thần của cả đội rồi. Có điều, giờ đây anh cũng không có nổi sự tự tin ấy, anh sợ, sợ mình lại thua, rồi sẽ đẩy tất cả niềm tin của đội viên xuống đáy vực, không cách nào vãn hồi. Vương Kiệt Hy rất rõ ràng vị trí bản thân trong lòng đội viên, tới giờ anh cũng đã quen việc gánh đội ngũ trên vai sông về phía trước. Nhưng lúc này, anh chợt cảm thấy mình không gánh nổi nữa, không dám gánh đối thủ Diệp Thu này, thật sự quá đáng sợ, chẳng qua chỉ đánh bại hai đội viên vi thảo của anh, lại làm cho Vương Kiệt Hy anh cảm nhận được một áp lực vô hình. Hiện tại chạy đi ư, thế nhưng, quân Mạc Tiếu đã gieo rắc áp lực trong lòng mỗi người, mang theo bóng ma tâm lý như vậy, về sau những phương diện như nâng cao trình độ, sự phát huy nơi sân đấu, duy trì tính ổn định vân vân cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Không phải nói bừa, trạng thái tâm lý khi thi đấu là một yếu tố rất quan trọng. Lúc này đã có bóng ma, có thể dựa vào tố chất của mỗi người mà tự khắc phục được sao? Không, do sự cường đại của quân Mạc Tiếu đã tạo ra áp lực tâm lý, chỉ có đánh bại quân Mạc Tiếu mới có khả năng diệt trừ tận gốc. Thế nhưng chuyện này, chỉ dựa vào bản thân thì không thể làm được, lúc này cần nhờ lực lượng của toàn đội. Vương Kiệt Hy chủ ý đã định, lập tức trầm giọng nói, mọi người. Các đội viên đang suy nghĩ lung tung, nghe được đội trưởng kêu gọi, vội vã tập trung tinh thần, cùng tiến lên mọi người nghe thấy đội trưởng nói ra ba chữ như vậy chín người lúc này bọn họ tổng cộng có chín người lương phương cùng lưu tiểu biệt còn chưa quay về kịp thế nhưng chín tuyển thủ chuyên nghiệp vây đánh một người đừng khinh thường lên đi vương kiệt hy trầm giọng nói lúc này anh cần phá bỏ nghi vấn chín đánh một của đội viên với uy tín của mình trong đội anh nghĩ mình có thể làm được quả nhiên sau khi nghe được mệnh lệnh chắc chắn của đội trưởng lực chú ý của mọi người lại tập trung vào trận đấu gì, quân mạc tiếu cũng lập tức từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Diệp Tu cười nói, làm vậy được ư. Sao Vương Kiệt Hy lại không biết chuyện chín đánh một có chút không vẻ vang chứ, nhưng lúc này anh chẳng quan tâm nhiều nữa. Có lẽ thắng lợi này sẽ làm mọi người có chút khó xử, nhưng tâm trạng này thực sự vẫn tốt hơn ẩn giấu bóng ma không thể chiến thắng trong lòng rất nhiều. Đánh đoàn đội, như anh mong muốn, Vương Kiệt Hy hy vọng có thể xóa bỏ sự khó xử của các đội viên, không ngại bản thân chơ cháo một chút. Ý anh không phải thế, Diệp Tu vẫn bình tĩnh cười bảo, ý anh là, hiện tại toàn đội của cậu đều lên, nếu như bị diệt đoàn, có lẽ sẽ chịu đả kích lớn hơn đấy. Làm vậy, được ư, ngóa, nghe xong lời này, đội viên Vi Thảo đột nhiên lại giấy lên ý chí chiến đấu, trước đấy trong lòng họ còn chút e ngại, chín đánh một, nghĩ sao cũng thấy không kích thích nổi tinh thần chiến đấu, thế nhưng Diệp Thu lại để họ nghe thấy lời tự cao tự đại kia, đốt lên ý chí chiến đấu trong lòng họ. Cảm ơn, anh nói lời này thật đúng lúc, Vương Kiệt Hy cười nói, tuy rằng chín đánh một có hơi xấu hổ, nhưng nhờ những lời này của Diệp Thu mà cảm giác đó như không còn tồn tại nữa. Thử xem nào, Diệp Thu nói xong, đột nhiên thao tác tiếp, quân mạc tiếu xoay người lại bỏ chạy. Chạy đâu, Vương Kiệt Hy phát hiện sự việc tiến triển còn tốt hơn mình mong đợi, quân mạc tiếu vừa chạy, hình tượng bất bại trước kia liền có chút sụp đổ. Tuy với tình hình chín đánh một này, chạy cũng không phải chuyện mất mặt cho lắm. Liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy lập tức cưới trổi vèo đuổi theo quân Mạc Tiếu, muốn dựa vào ưu thế tốc độ mà ngăn hắn lại. Kết quả quân mạc tiếu chợt lóe để lại một hình ảnh phân thân cho anh, người thật lại không thấy đâu. Đội trưởng, những đội viên khác không ở trong cuộc nên trông thấy rõ ràng, bấy giờ người thật của quân mạc tiếu hiện lên giữa không trung tấn công về phía liệt hỏa diễm tẫn đang cưỡi trổi bay thấp. Biết rồi, Vương Kiệt Hy kinh nghiệm cỡ nào, không đến mức bị lừa dễ dàng như vậy, nhân vật nhảy xuống trổi vừa kịp tránh khỏi chiêu nọ. Tiếp theo hất trổi lên, một chiêu công kích có tính hất cao rất mạnh mẽ của ma đạo học giả đã vung về phía quân Mạc Tiếu. chương 137, vây giết, một tiếng súng vang lên, quân Mạc Tiếu đột nhiên nổ súng vào lúc này, đạn bay ra, người lại dựa vào phản lực mà bay ngược ra sau, vừa lúc tránh được một chổi mà liệt hỏa diễm tẫn vung tới. Có điều viên đạn hắn bắn ra cũng không trúng, ma đạo học giả có thể hoàn thành 6 lần liên kích tần suất cao ở trên không, bởi vì chức nghiệp này sẽ tự mang trên mình hiệu ứng lơ lửng khi dùng chổi công kích bằng không tốc độ tay có nhanh hơn nữa cũng chỉ hoàn thành được hai lần công kích thường. Huyền, Phương Kiệt Hy không phải nhân vật bình thường, lợi dụng triệt để điểm này, lúc phung trổi tấn công cũng khống chế thân hình nhân vật tránh đi khả năng công kích của đối thủ. Phát súng lúc nãy vừa gần vừa nhanh, thế nhưng lại không hề bắn trúng anh. Lý tế, Phương Kiệt Hy gọi tên, lập tức có người lên tiếng, vừa chạy như bay trên mặt đất vừa rút súng bắn quân Mạc Tiếu. Lý tế, chủ lực của chiến đội Vi Thảo, lúc này đang sử dụng thiện xạ cấp 27 đạn vô ngân, là một nghề đánh xa nên đã lập tức đuổi đánh quân Mạc Tiếu. Kỹ thuật của vị tuyển thủ chuyên nghiệp kia đương nhiên không thể chê, tuy không thể bắn trúng 100% mục tiêu đang di động, nhưng tỷ lệ chính xác vẫn cao hơn người chơi bình thường. Khẩu súng ngắn ổ xoay phương Tây món vũ khí tím cấp 25 trong tay đạn vô ngân trong nháy mắt đã bắn ra 6 phát. Súng không giống những vũ khí khác, tốc độ công kích không phải ám chỉ tốc độ bay của đạn, mà thể hiện cách lên đạn, nhanh nhất chính là súng ngắn tự động, tốc độ công kích 10, có thể bắn ra 8 viên đạn liên tiếp, đứng nhì là súng ngắn ổ xoay, tốc độ công kích là 7 hoặc 8 với 6 phát đạn liên tiếp, tiếp đấy là nỏ, bắn liền được 4 mũi tên, tốc độ công kích thường là 5, theo sau là súng trường, tốc độ là 2 hoặc 3, thường có thể bắn ra 2 viên liên tiếp, chậm nhất chính là pháo cầm tay, mỗi lần một pháo, đánh xong sẽ phải thay đạn. Dựa vào hình thức này, 5 loại súng tạo thành 5 tốc độ công kích khác nhau. Người chơi dựa vào thói quen của bản thân, nhân vật của mình để lựa chọn theo nhu cầu. Mỗi loại súng trừ tốc độ khác nhau đương nhiên lực công kích cũng không giống, hơn nữa cách tính toán sát thương cũng khác với những vũ khí khác. Ví dụ như súng ngắn tự động và súng ổ xoay, tổng số liệu công kích của vũ khí gồm cả thảy 6 viên đạn, cho nên thương tổn của một phát đạn có thể xem như là một phần 6 tổng lực công kích, từ đó mà suy ra những loại súng khác. Ngoài ra còn có một chút hiệu quả đặc biệt, như phạm vi gây thương tổn của pháo, khả năng tổn thương xuyên thấu của súng trường đây đều là những loại công kích bình thường sáu viên đạn liên tiếp do đạn vô ngân bắn ra quân mạc tiếu đang lơ lửng không thể nào né tránh lúc này ô thiên cơ khẽ đỡ tán ô bung ra sáu viên đạn xẹt lửa cùng bắn vào mặt ô kết quả lại trở thành một lực đẩy mạnh mẽ đẩy quân mạc tiếu bay ra ngoài nhanh hơn tất cả mọi người hộc máu cái vũ khí thiên biến vạn hóa này hơi quá rồi đó ngay cả khiên cũng làm được sau khi quân mạc tiếu rơi xuống đất cũng không quay đầu bỏ chạy 9 đánh một muốn đánh chính diện thì tuyệt đối không được, những người này đều là tuyển thủ chuyên nghiệp, dù tính cả chuyện tán nhân có nhiều kỹ năng áp chế ở giai đoạn đầu, nhưng cũng không quá đáng đến như vậy. Diệp Tu có thể dễ dàng đánh bại Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt, một là do kỹ thuật cao hơn một bậc, hai là ưu thế về kỹ năng của tán nhân, ba là hai người này hoàn toàn không có kinh nghiệm đối phó với tán nhân. Bởi do nhiều nhân tố mới có thể kéo dài tranh lệch của đôi bên đến tận trời cuối đất như vậy. Nhất là hai nguyên nhân sau càng quan trọng hơn nếu không chỉ với tuyển thủ cấp bậc đại thần cũng chưa chắc nắm được phần thắng khi đấu với những tuyển thủ bình thường. Chắc chắn vẫn phải suy xét mấy vấn đề như khả năng phát huy ngay lúc ấy. Không thì còn cần thi đấu làm gì, đội hình của hai bên cứ nhiều người có tên tuổi liền phân ngay thắng bại. Đạo lý này giống trong bóng đá và bóng rổ vậy. Tiểu Kiệt, Vương Kiệt hi hô, Cao Anh Kiệt lên tiếng trả lời, Diệp Lạc ô đề nhanh chóng cưỡi trổi đuổi theo quân mạc tiếu. Liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt hi đang trên mặt đất cũng đã bay lên hai vị ma đạo học giả bay cực thấp, gần như là là trên mặt đất. Bay càng thấp, tốc độ càng nhanh, bởi vì khoảng cách bay có giới hạn, đến khoảng cách yêu cầu phải nhảy khỏi trồi để xuống đất, đương nhiên càng thấp sẽ càng nhanh, tốc độ nhanh hơn này cũng lấy được từ quá trình chuyển đổi. Độ cao của Diệp Lạc ô đề và liệt hỏa diếm tấn đã thấp tới mức cực hạn, chuyện này cũng phải dựa vào thao tác mà đạt được, tốc độ tay phải cực nhanh mới có thể hoàn thành thao tác bay trong chớp mắt lấy đà này. Quân Mạc Tiếu đột nhiên dừng lại, xoay người lại ra ngay súng nòng xoay, dưới thao tác dung súng một chuỗi đạn chia làm hai đường đánh úp về phía hai người diệp lạc ô đề và liệt hỏa diễm tẫn một trái một phải nghiêng người bay lệch ra sau khi tránh được đạn hai người cũng bay đến một khoảng cách mà dù có dung súng cũng không thể bắn đến được một bước dừng lại này lập tức bước vào tầm bắn của thiện xạ hai nhân vật thiện xạ của lý tế cùng liếu phi cùng lúc nổ súng nhất thời đạn bay tán loạn PK cây tạm thời trở thành một màn bắn nhau bản thân là hai nghề trùng nhau trong chiến đội sự tồn tại của hai thiện xạ lý tế và liễu phi vốn là một sự lựa chọn trong chiến thuật. Hai người phối hợp khéo léo, thiên sứ xa ngã của liễu phi đuổi bắn quân mạc tiếu, lý tế sẽ dự đoán vị trí di chuyển của quân mạc tiếu mà công kích trước. Đạn không ngừng rơi bên chân quân mạc tiếu, đánh cho bùn đất bay tán loạn, thế nhưng không hề trúng quân mạc tiếu. Màn phối hợp của lý tế và liễu phi tuy khá đặc sắc, nhưng làm sao diệp tu lại không hiểu chiến thuật của họ chứ? Lý tế đoán vị trí di chuyển của hắn, Hắn lại đoán trước được dự đoán của Lý Tế. Lý Tế cùng Liễu Phi cũng hết cách rồi, chức nghiệp chưa đến cấp 30 quả thực hạn chế phát huy của họ. Nếu như có thêm nhiều kỹ năng, ít ra khu vực để phối hợp khống chế cũng được mở rộng hơn. Hiện tại thì sao, công kích thường lại trở thành phương thức công kích chủ yếu của cả hai, khi PK mà dựa vào đánh thường ư? Chủ yếu vẫn phải dựa vào kỹ năng, nhưng đám kỹ năng cấp thấp dưới 30 này lại không giúp được gì cho sự phối hợp của Lý Tế và Liễu Phi dẫu sao công kích của cả hai đã chặn được quân Mạc Tiếu. Bên cạnh, hai ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy và Cao Anh Kiệt vẫn tiếp tục bay thấp đến với tốc độ cao. Vùng đất lưu lạc không phải mảnh đất bằng phẳng gì, Diệp Tu điều khiển quân Mạc Tiếu tránh né suốt đường, cũng đã định rõ phương hướng từ lâu. Chạy được vài bước thì nhảy lên, nhảy qua một bờ tường thấp, ngồi sổm ngay tại chỗ, hai vị thiện xả chỉ có thể bắn vào tường để hạ cơn giận. Lý Diệp Huy và Chu Diệp Bách đi bên trái, Tiêu Vân và Kiều Nhất Phàm đi bên phải thiện xạ tiếp tục áp chế phía trước, Vương Kiệt Hy chỉ huy, vâng, đội viên lên tiếng trả lời, theo sắp xếp mà làm. Hai thiện xà của Lý Tế và Liễu Phi vừa tiến tới vừa tiếp tục tấn công, ép quân Mạc Tiếu ở sau tường không dám thỏ đầu ra. Nhân vật nhu đạo mà Lý Diệp Huy sử dụng và quỷ kiếm sĩ của Chu Diệp Bách cùng sông lên từ phía bên trái, pháp sư chiến đấu vân tiêu của Tiêu Vân và thích khách trong nguyệt của Kiều Nhất Phàm đi bên phải, chính giữa là hai ma đạo học giả. Trong ba đường thì đương nhiên là đường của hai ma đạo học giả nhanh nhất, hai đường trái phải là để đề phòng quân mạc tiếu đang núp ở tường sẽ trốn về hai phía vương kiệt hy lo lắng không thể bảo không chu toàn nhưng chờ đến khi ma đạo học giả của anh và cao anh kiệt bay qua tường rồi nhìn trái liếc phải lại chẳng thấy tung tích của a quân mạc tiếu đâu góc nhìn của vương kiệt hy chuyển một vòng cuối cùng rơi vào một căn nhà vách đất đổ nát cách bờ tường không xa người của hai bên trái phải cũng đã nhảy qua tường vừa không thấy quân mạc tiếu cũng đều ngẩn cả ra lần này vương kiệt hy không hề lên tiếng chỉ đổi thành ra chỉ thị trong kênh trò chuyện. Người của hai bên trái phải lại vòng thành hai đường trái phải quanh căn nhà nọ, bước đến nhìn sơ qua căn nhà rồi báo cáo qua kênh đội ngũ, không còn lối ra khác. Vương Kiệt Hy gật đầu, phía sau kỵ sĩ của đội phó Đặng Phục Thăng và hai thiện xả cũng đã chạy tới. Vương Kiệt Hy đã bố trí tốt từ lâu, mỗi người trong 9 người đều có vị trí và cương vị riêng, đồng loạt công kích. Hai nhân vật thiện xả không ngừng xả đạn vào nhà kỵ sĩ của đặng phục thăng dùng khiên che chắn những nhân vật cận chiến phía sau lưng hai vị ma đạo học giả lại cưới cổi bay trên đầu họ dự định dùng tốc độ nhanh nhất để vọt vào nhà nắm giữ toàn bộ không gian hoàn toàn không để cho quân mạc tiếu có cơ hội chặn cửa lại đào mắt xông đến trước cửa kỵ sĩ của đặng phục thăng ngồi xuống lăn vào tạo một không gian mà hai ma đạo học giả có thể song song bay vào mỗi người nhìn một hướng xong liền dùng phấn xua tan tiếp đấy những người còn lại cũng chen chúc vào nhà kết quả kết quả không hề nhìn thấy bóng dáng của quân mạc tiếu trong nhà tất cả mọi người chợt giật mình lúc này chỉ có hai kẻ thiện xạ ở ngoài là chẳng hay biết gì nhiệm vụ của họ là yểm trợ giờ vẫn đang chĩa súng vào cửa nhà quân mạc tiếu có lại lao ra ngoài nhiệm vụ của họ liền trở thành ngăn người người đâu sốt cục có người nghi ngờ nói lên vấn đề vương kiệt hy cũng ngớ ra một hồi nhân vật bước ra khỏi nhà nhìn trái nhìn phải thử vùng đất lưu là có rất nhiều căn nhà vách đất đổ nát thế này nhưng với thời gian ngắn ngủi như vậy Quân Mạc Tiếu ngồi xổm di chuyển cũng chỉ đủ để tiến vào căn nhà này. Nếu như đến những căn nhà khác, chắc chắn sẽ bại lộ dưới phạm vi tầm nhìn của bọn họ. Sao thế, lúc này thiện xạ ở bên ngoài mới phát hiện có chuyện không ổn. Không thấy người, có người trả lời hai người, quái lạ, chú có thấy không? Tại phòng huấn luyện của Vi Thảo, mọi người thậm chí bắt đầu thảo luận, cảm thấy góc nhìn của nhân vật bản thân không đủ nhìn, phải đến máy của người khác để tìm manh mối. Căn nhà bên phải, thiện xạ áp chế vương kiệt hy đột nhiên ra chỉ thị mọi người ngẩn ra góc nhìn của hai thiện xạ chuyển đổi bên phải quả nhiên có một căn nhà khác nữa hai người cũng không hỏi nhiều lập tức nổ súng nhất phàm đi xem phía sau những người khác theo anh vương kiệt hy tiếp tục ra lệnh cho nguyệt của kiều nhất phàm liền chạy ra sau căn nhà kia xem thử có cửa sau hay không những người khác vẫn giữ nguyên đội hình chạy về phía căn nhà bên kia xem chút quên mất tên kia có thể dùng thuật phân thân nếu như sử dụng dịch chuyển tức thời vẫn có thể đạt đến khoảng cách này vương kiệt hy nghĩ tới điểm ấy sau khi phỏng đoán khoảng cách di chuyển của quân mạc tiếu thêm lần nữa liền phát hiện quân mạc tiếu có thể trốn vào căn nhà vách đất này có thiện xạ bắn áp chế tấm khiên của kỵ sĩ che chắn lăn vào mà đạo học giả cùng bay vô ném phấn xua tan kiều nhất Phàm báo cáo mặt sau không còn lối ra khác mọi người đồng loạt tiến vào phòng mọi thứ đều thực thuận lợi hành động lặp lại y chang lần đánh lén hoàn mỹ vừa rồi ngay cả kết quả cũng giống nhau như đúc trong phòng không thấy quân mạc tiếu Vương Kiệt Hy nhảy ra khỏi nhà, lại chăm chú đánh giá. Hết rồi, ngoại trừ căn nhà này, Quân Mạc Tiếu không còn lựa chọn nào khác, dù có dùng đến thuật phân thân cũng khó mà làm được. Chẳng lẽ mình đã bỏ qua kỹ năng cấp thấp nào sao? Trong đầu Vương Kiệt Hy bắt đầu tìm tòi 120 kỹ năng trong 24 chức nghiệp từ cấp 20 trở xuống, cái thích khách là sát thủ bữa trước, cùng là xin, lúc đầu thấy game hiện đại quá nên để sát thủ cho máu, sau thấy sửa mệt quá nên em thôi làm màu nữa, em đã sửa lại hết rồi xin mọi người hãy tha lỗi cho MTTATT Kha. chương 138, thoát game trốn. Liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy ra khỏi nhà, tiếp tục quan sát địa hình xung quanh, anh biết mình nhất định đã bỏ sót thứ gì đó, nhân vật không có khả năng biến mất như vậy. Trong những kỹ năng cấp thấp từ cấp 20 trở xuống, cũng không có loại kỹ năng biến mất như tàng hình này. Hai căn nhà vách đất kia cũng đã loại trừ khả năng tồn tại của quân Mạc Tiếu, gian thứ ba gần đấy. Vương Kiệt Hy quan sát, rồi cũng lắc đầu, không có khả năng, nếu là căn này, về mặt thời gian lại không cho phép, ngồi xổm di động rất chậm, dù lăn hết cả đường cũng không kịp, căn nhà nọ, muốn tránh khỏi tầm mắt mọi người lẻn vào nhà, trừ khi có thể bay thấp như ma đạo học giả, nhưng tán nhân thì không có khả năng này. Bay thấp, bay thấp, Vương Kiệt Hy phút chốc hồi thần lại, quân mạc tiếu không thể bay thấp như ma đạo học giả, nhưng, kỹ xảo bay tương tự, không chỉ duy ma đạo học giả nắm giữ, tương tự còn có, phi súng của hệ xạ thủ. Chẳng qua nếu phi súng ở mức thấp như vậy, khoảng cách bay ắt phải rất ngắn, nhưng ít ra lại bảo đảm được tốc độ di động, phi súng chỉ là một cách thao tác, không cần thời gian đóng băng, sử dụng nhiều lần cũng được. Mỗi lần chỉ cần nối khớp với nhau một chút là ổn, với một tuyển thủ chuyên nghiệp thì không phải chuyện khó khăn gì. Căn nhà hướng 11 giờ Vương Kiệt Hy không nghĩ sâu hơn nữa, phán đoán mang tính khả năng thế này, thử một lần liền biết. Nhất phàm đi đằng sau, những người khác theo anh, lại là mệnh lệnh cũ, các đội viên dù không kịp phản ứng, nhưng chỉ thị của đội trưởng vẫn răm rắp làm theo, chiến thuật lại được tái diễn, quá trình lại được tái diễn, kết quả. Cũng thế, vẫn không có, phán đoán của Vương Kiệt Hy liên tiếp thất bại ba lần, đây là tình huống mà đội viên Vi Thảo chưa hề gặp qua, cả bọn lúc này vô cùng khiếp sợ, quân mạc tiếu rốt cuộc đang núp ở nơi nào. Ma đạo học giả của Vương Kiệt Hy đã sớm bước ra khỏi căn nhà nọ, lại nhìn giáo rát xung quanh, vắt hết cả óc vẫn không nghĩ ra quân mạc tiếu còn có thể đi chỗ nào. Cậu cậu cậu, cậu làm gì đó hả? ở tiệm nét hưng hân vốn đang bàn chuyện với diệp tu sau khi diệp tu vào trận trần quả luôn đứng quan sát sau lưng diệp tu trợn mắt há mồm thét lên góc nhìn của cô đương nhiên hoàn toàn biết rõ quân mạc tiếu đi đâu ngay sau khi quân mạc tiếu đảo người nhảy qua tường tất ngồi xổm xuống diệp tu liền tiến hành thao tác ngồi xổm phi súng từng chút từng chút mỗi lần bay khoảng cách đều rất ngắn song tốc độ cũng rất nhanh diệp tu khống chế tiết tấu tương đối xuất sắc vừa đáp xuống đất thao tác phi súng kế tiếp cũng vừa vặn nối theo nếu không phải trần quả thấy nòng súng tóe lửa liên tù tì gần như sẽ nhìn không ra đây là thao tác phi súng di động nối liền di chuyển vài giây như thế quân mạc tiếu bỗng nhiên xoay phát người lại màn hình lóe một cái người đã tiến vào một căn nhà vừa lẻn vào một xó lại vừa thao tác thêm một cái thuật phân thân lần đầu dùng là sử dụng lần thứ hai là giải trừ ảnh của thuật phân thân không như đạn do hệ xả thủ bắn ra nó có thể được người thi triển giải bỏ tiếp sau đó diệp tu nhanh chóng dùng thêm một thao tác cưỡng chế rời khỏi trò chơi khi màn hình game quay về desktop máy tính trần quả cuối cùng khó có thể tin hô lên chị nói gì diệp tu lúc này mới tháo tai nghe xuống cậu rời trò chơi muốn chết sao trần quả chỉ vào màn hình nói với điều kiện kỹ thuật vượt trội hiện nay thời gian chỉ hoãn lúc đăng nhập thoát game đã được tối thiểu rất nhiều song trong chiến đấu thoát game bình thường tất không thể tiến hành đương nhiên cưỡng chế thoát ra thì không thể nào ngăn được nhưng nhân vật sẽ bị kẹt lại tại chỗ trong một thời gian dài, khi đăng nhập lại cơ bản 89 phần 10 sẽ còn mỗi thi thể. Nếu thoát game trong chiến đấu có thể dùng tùy tiện như kỹ năng dịch chuyển tức thời, vậy người chơi xài mỗi chiêu thoát game là được thân bất tử rồi. Thời gian đủ mà, Diệp Tu chỉ cười cười. Sao có thể? Trần Quả nói, đến khi bọn họ tìm được tôi, tôi đã hoàn toàn rời khỏi. Diệp Tu nói, bọn họ sao cần nhiều thời gian như vậy? Trần Quả nói, bọn họ không nhìn thấy tôi vào căn phòng này. Diệp Tu nói: "Vì sao? Trần Quả khó hiểu, chị không để ý thấy à? Mọi chiêu phi súng của tôi đều là ngồi xổm hoàn thành tại mức thấp, có tường đất ngăn trở tầm mắt, bọn họ không thấy được. Ảnh phân thân sau đấy lại được tôi giải trừ trước khi bọn họ đuổi tới, khi bọn họ tới cũng chẳng phát hiện được gì." Diệp Tu giải đáp, "Nhưng nơi đó, tổng cộng hình như cũng có mấy căn nhà đâu? Xét đại không phải ra ngay ư?" Trần Quả hơi ngập ngừng, thẳng thắn mà nói góc nhìn của Quân Mạc Tiếu tại địa hình vừa rồi cũng chỉ lướt sơ qua thôi cô căn bản chưa kịp để ý, cũng không nhớ quá rõ. Tổng cộng có ba căn nhà tôi có thể lẻn vào, căn đối diện có thể trực tiếp ngồi xổm xuống đi vào, căn bên phải ngồi xổm đi một đoạn rồi dùng thuật phân thân là xong, còn căn tôi vào, chị xem, nhất định phải dùng phi súng có tốc độ di chuyển nhanh hơn mới có thể tới kịp. Tôi nghĩ bọn họ sẽ đoán căn đối diện đầu tiên, tra xét xong sẽ đi căn thứ hai. Tiếp đó là căn thứ ba, không thể phân ra tìm à. Trần Quả nói, khi đã đoán chắc rồi, cần gì phải tách ra tìm nữa diệp tu vừa nói vừa đứng dậy chị nói tiếp chuyện hồi nãy đi cậu mặc kệ trần quả chỉ máy tính thoát ra rồi còn để ý làm gì không lên lại hả nghe chuyện chị định nói trước đã diệp tu nói cậu không phải bảo sẽ để họ diệt đoàn sao trần quả vẫn luôn đứng đằng sau diệp tu diệp tu nói gì cô cũng nghe được nói mồm mà thôi một trọi chín sao thắng nổi chớ diệp tu nói cái cậu này trần quả hộc máu vậy cậu còn khoác lác làm gì tạo áp lực cho đám kia Diệp Tu nói, thế mà cũng tin cho được. Trần Quả nói, Diệp Tu nhìn cô, tôi thấy chị vừa rồi cũng tin mà. Chị, Trần Quả chịu thua, mấy ngày này không nói chuyện với tên này, cuộc sống an bình nhàn nhã, hôm nay nói nhiều thêm vài câu, lại bị chặn hỏng hết biết đường đáp. Trong trò chơi, Phương Kiệt Hy nghĩ nát óc vẫn đoán không ra quân Mạc Tiếu rốt cuộc đã đi đâu. Không nhịn được nữa, định bụng thêm bản quân Mạc Tiêu, kết quả vừa bấm hệ thống liền nhắc nhở quân Mạc Tiếu không ở trên mạc. Vương Kiệt Hy liền ngây người tại chỗ. Thoát game, trong đầu một tuyển thủ chuyên nghiệp đã quen với những trận đấu chuyên nghiệp tuyệt đối không tồn tại phương thức thoát game lùi mất này. Đây là thói quen tư duy, nhưng lúc này, Vương Kiệt Hy đã thông suốt toàn bộ. Ngay từ ban đầu, hắn ta đã chuẩn bị hết tất tần tật. Khởi đầu cuộc chiến, đều cố gắng tách xa bọn họ hết cỡ. Trèo tường đến ba căn nhà vách đất vô cùng thô sơ kia mới là nhân tố quan trọng thực sự. Ba căn nhà nọ chính là một cái bẫy về lối suy nghĩ tất cả đều tồn tại tính khả năng, mà tính khả năng này lại mang những suy đoán chênh lệch nhau. Căn đối diện đầu tiên có thể nghĩ tới ngay, hai căn sau đó gia tăng thêm một chút độ khó, kết quả đã khiến Vương Kiệt Hy dẫn đội theo tuần tự, cho đối phương hời một khoảng thời gian thoát game. Nhìn gương mặt mờ mịt của đám đội viên, Vương Kiệt Hy cũng dở khóc dở cười. Một trọi chín diệt đoàn cái gì, quả nhiên chỉ là nói chơi tạo áp lực tâm lý thôi. Đội trưởng, đội phó đặng phục thăng bên cạnh khẽ hô tinh thần chiến đội vi thảo lúc bấy giờ có thể nói là thấp lè tè. Họ vẫn chưa phát hiện quân mạc tiếu thoát game trốn, xoay qua xoay lại tìm như điên, lại không sao tìm được. Vương Kiệt Hy đứng dậy, đám đội viên đang ngớ người trông thấy liền gấp gáp tháo tai nghe ra, biết đội trưởng đây là muốn phát biểu. Không cần tìm nữa, hắn thoát ra rồi. Vương Kiệt Hy nói, cái gì, mọi người kinh hãi, tuy vẫn luôn tin phục lời đội trưởng, nhưng vẫn có người nhìn không được dò xét trong game, quả nhiên, hệ thống thông báo quân mạc tiếu không có trên mạng phòng huấn luyện cả ngày hôm nay không biết lâm vào câm lặng lần thứ mấy rồi thoát game trốn mẹ nó chứ không phải bảo muốn diệt đoàn chúng ta sao sao chạy mất rồi có người khinh bỉ trận đấu này hắn chẳng khác nào bỏ quyền có người lại hiểu chuyện thoát game này theo cách quen của mình hôm nay có thể đi nghỉ sớm ai có hứng có thể ở lại chờ hắn ta đăng nhập vương kiệt hy dứt câu cũng ngồi về vị trí của mình cầm con liệt hỏa diễm tẫn thủ sẵn trước cửa căn nhà nọ mọi người đương nhiên đều nhìn ra đội trưởng muốn chờ. Vì thế không ai rời đi, đội trưởng trước giờ luôn là tấm gương của họ, tuy nói có thể nghỉ ngơi, nhưng đội trưởng vẫn ở lại, ai dám đi trước một bước. Nhân vật của hai người Lương Phương và Lưu Tiểu Biệt lúc này cũng đã chạy về, cả thầy 11 người đội vi thảo, bắt đầu tản dạo khắp khu vực. Đội trưởng, có cần mai phục không? Đội phó chạy tới bên cạnh liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy nêu ý kiến. Nhất thiết sao, giết chết hắn cũng không phải mục đích cuối cùng của chúng ta, mục đích của chúng ta chính là lợi dụng hắn nâng cao trình độ đội ngũ vương kiệt hy nói ạc à, lý tể Liễu phi hai người vương kiệt hy hô vâng hai người nghe gọi vội chạy tới cả hai bắn phối hợp rất tốt nhưng hai em xem ngày hôm nay lại chẳng thể nào so với quân mạc tiếu cách bắn của hai em quá dập khuôn dễ bị người khác nhìn thấu nhất là dạng cao thủ lâu năm có kinh nghiệm phong phú như diệp thu phải mường tượng nhiều hơn nữa tự do sáng tạo hơn nữa vương kiệt hy nói vâng hai người đáp lời lương phương lưu tiểu biệt vương kiệt hy lại gọi hai người thua trận sâu lâu vừa rồi hai người cũng vội chạy tới có ý kiến gì không vương kiệt hy hỏi hai người trầm mặc không nói ưu thế về kỹ năng trong giai đoạn cấp thấp của tán nhân quả thật tồn tại hai im cũng chưa từng gặp qua cách phối hợp nhiều kỹ năng khác hệ trên cùng một nhân vật kinh nghiệm đối phó thiếu thốn thua là chuyện thường tình dù anh có sâu lâu cũng không phải đối thủ của hắn vương kiệt hy nói tất cả mọi người nghe kỹ vương kiệt hy nâng cao giọng thu hút chú ý mọi người diệp thu thế nào mọi người đã hiểu rõ rồi tuy hắn hiện tại đã giải nghệ nhưng thực lực vẫn đứng hàng đầu liên minh bây giờ lại dùng tán nhân có ưu thế kỹ năng chức nghiệp mọi người vô cùng xa lạ cho nên thắng thua không cần phải để trong lòng mọi người phải quý trọng cơ hội so đấu với bậc cao thủ đứng đầu này tìm ra vấn đề của bản thân nghĩ cách để nâng cao đây mới là mục đích chúng ta tới giết boss lần này vương kiệt hy nói ê ê boss gì hả nói thế mà được à bỗng nhiên một giọng nói xen vào, chương 139, ai mới là bồi luyện. Liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy đứng ở cửa căn nhà vách đất, nghe được âm thanh liền lập tức lui vào trong nhà chuyển góc nhìn. Không có người, vẫn không có người, nhưng âm thanh vừa rồi là sao? Đám người chơi đứng ngoài của chiến đội Vi Thảo cũng giáo giác nhìn quanh, rất nhanh thì phát hiện. Hàn Yên Nhu, năm người tối qua bị diệt đoàn vừa liếc mắt đã nhìn thấy nữ pháp sư chiến đấu đang đứng bên cạnh. Nơi này cũng chỉ là vùng đất lưu lạc cực kỳ bình thường, có quái mới xuất hiện, có người chơi tùy ý qua lại. Chiến đội Vi Thảo đang đợi boss đổi mới, không để ý trái phải, hơn nữa đội trưởng lại vừa nói chuyện, tuy chỉ là trò chơi, nhưng mọi người vẫn quay góc nhìn về phía liệt hỏa diễm tẫn. Hàn Yên Nhu đến bên cạnh họ mà giờ họ mới phát hiện. Trong 10 người cũng chỉ có 5 người dự bị bị diệt đoàn hôm qua mới nhận ra Hàn Yên Nhu, 5 người nhóm chủ lực vẫn còn đang mờ mịt chuyển góc nhìn quan sát kìa, có điều nhờ sự nhắc nhở của đồng bọn, rất nhanh đã nắm rõ tình hình. Liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy cũng đã đi ra từ căn nhà nọ. Mấy người quả thực rất kiên nhẫn, Hàn Yên Nhu nói chuyện, giọng nói lại là Diệp Tu. Đúng vậy, Diệp Tu cầm tài khoản của Đường Nhu chạy tới xem tình hình, lúc này Đường Nhu đang ôm bát cơm ngồi phía sau hắn. Cô vừa mới thức dậy, đang ăn cơm tối. Những tên này là ai thế? Sao cứ dây dưa không dứt vậy? Đường Nhu hỏi, cô nhận ra 5 người trên màn hình, có điều đội hình hôm nay lại nhiều người hơn, trông cứ như kéo bè đến báo thù vậy. Đúng vậy, mãi không dứt, Diệp Tu nói, các đội viên của Vi Thảo trong trò chơi cũng có thể nghe thấy lời hắn nói, mọi người rất buồn bực, lại không hành động thiếu suy nghĩ, đợi mệnh lệnh của đội trưởng mình. Pháp sư chiến đấu, liệt hỏa diễm tấn của Vương Kiệt Hy nói, đúng vậy, Diệp Tu nói xong, chiến mâu trong tay Hàn Yên Nhu cũng động đậy. Pháp sư chiến đấu là nhân vật mà hắn đã sử dụng chân chính 10 năm, Tuy 10 năm kinh nghiệm khiến hắn hiểu biết toàn bộ các chức nghiệp, nhưng quen thuộc và mang đậm tình cảm nhất, vẫn chỉ là chức nghiệp pháp sư chiến đấu này. Tiêu Vân, em lên, Vương Kiệt Hy điểm danh, hở, Tiêu Vân giật mình, chức nghiệp giống nhau, hắn ta cấp 26, đối thủ cấp 28, trang bị không có biến đổi gì, nhưng cấp bậc thuộc tính và kỹ năng vẫn có một sự chênh lệch rất nhỏ. Đừng khẩn trương, đừng quên, em là một thành viên trong đội ngũ quán quân. Vương Kiệt Hy đứng bên nói, bấy giờ, Vương Kiệt Hy không hề nói mấy câu như thắng thua không quan trọng. Thắng thua không quan trọng là một câu khuyên nhủ, lời an ủi khi tinh thần chiến đấu sụt giảm. Trong thực chiến chân chính, dù chỉ vì học hỏi cũng không thể ôm suy nghĩ này. Nhất là thành viên thuộc đội ngũ đoạt giải quán quân, phải luôn đặt thắng lợi lên hàng đầu. Thắng thua không cần để trong lòng, Vương Kiệt Hy sẽ nói lời này vào lúc thích hợp nhất, để mọi người buông lỏng gánh nặng không cần thiết. Tiêu Vân, cố lên, có đội viên cũng hét to cổ vũ tinh thần tiêu vân bỗng nhiên sục sôi lên. Tuy rằng đối thủ là đại thần át chủ bài trong giới pháp sư chiến đấu, nhưng đó đã là quá khứ, Diệp Thu đã rời khỏi giới chuyên nghiệp, còn mình. Mình vẫn đang ở giai đoạn phát triển dần, che già măng mọc, sao mình phải sợ chứ? Nghĩ vậy, pháp sư chiến đấu vân tiêu của tiêu vân lại ưỡn ngực sách chiến mâu ra trận. Ha ha, là cậu à? Diệp Thu cười.